Các bạn đang xem tại kênh Bà Tám Audio. Xuyên thành nữ phụ độc ác ngu sở sở. Chương 111, chương 111. Những năm gần đây, tuy rằng Tiểu Hồ không có thái độ phản kháng nhưng Harit vẫn có tật giật mình. Sợ hãi nàng chống cự cho nên vẫn luôn bị gã nhốt trong lồng sắt, vốn dĩ hôm nay lão hòa thượng đến thăm làm Harit sợ hãi sự việc bại lộ, nhưng khi gã nghĩ đến chuyện tối hôm nay sẽ di ba tê cờ hờ ba t lão hòa thượng thì còn sợ lão có biết chân tướng hay không chứ thế là lại để tiểu hồ trở về tầng hầm ngầm ngủ ban đêm tầng hầm ngầm không có cửa sổ và ngọn nến nên xung quanh đều tối đen như mực duỗi tay cũng không thấy năm ngón tiểu hồ đang nằm bò ngủ thì lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng vang rất nhỏ nàng giật giật lỗ tai và từ từ mở to mắt cứ việc nơi này vẫn tối đen nhưng huyết thống hồ yêu làm nàng có thể nhìn thấy tất cả những gì trong tầng hầm ngầm này một cách rõ ràng. Bình hoa trên cửa bí mật của tầng hầm ngầm bị dịch chuyển khỏi vị trí cũ. Ngay sau đó cửa được mở ra, hầu gái đang dơ ngọn nến vội vã đi xuống, trên trán của nữ nhân này đều là mồ hôi, nàng chạy tới trước mặt lan can, buông ngọn nến xuống rồi bàn tay run rẩy bắt đầu vội vã gỡ phù chú trên lan can, "Tiểu Hồ, con cần nhanh chóng rời khỏi nơi này mau." nàng lặp lại harry đã vô pháp vô thiên muốn giết người ở trong nhà rồi con tuyệt đối không thể ở lại nơi này tiếp được nữa nữ hai ngửa đầu tuy trí lực và năng lực giao tiếp giống như người bình thường nhưng hàng năm sinh hoạt như vậy làm nàng không có thói quen nói chuyện nhìn bộ dáng vội vàng của nữ nhân trước mắt nàng mở miệng cha làm sao vậy không cần gọi hắn như vậy hắn không phải cha ruột của con nữ nhân cởi bỏ phù chú xong thì lan can rơi xuống bởi vì nàng quá sốt ruột nên vừa cúi đầu là tóm luôn cánh tay của tiểu hồ ta sai rồi ta cho rằng hắn thật sự đáp ứng chuyện của ta hắn nói hắn sẽ thả con đi nhưng hiện giờ hắn điên rồi là ta lại đi tin tưởng lời hắn nói đến thái quá hầu gái dùng ngôn ngữ tây vực nói huyên thuyên nhưng vô luận là nàng nói gì thì tiểu hồ vẫn cứ dùng đôi mắt thuần túy nhìn nàng là biểu cảm không rành thế sự về hoàn cảnh bên ngoài nhớ kỹ này tiểu hồ con không phải thân sinh nữ nhi của hắn đôi tay của hầu gái nắm lấy bả vai của nàng rồi nghiêm túc dặn dò chú ấn trên người của con thì con hãy đi tìm tăng nhân tìm đạo sĩ tìm người tu tiên người tu ma luôn có người sẽ cởi bỏ giúp con con phải rời khỏi nơi này hiểu chưa nhưng mà tiểu hồ nói muội muội sẽ không làm thuật pháp nàng ta không phải muội muội của con hầu giá hỏng mất nàng vội vàng giải thích bọn họ không có quan hệ huyết thống với con đâu Harit nuôi dưỡng con chỉ vì chính nữ nhi của hắn, người nhà chân chính không phải như thế, tiểu hồ, không nên tin tưởng bọn họ, con cần thiết, nữ nhân toát mồ hôi đầy đầu giải thích cho nàng nhưng tiểu hồ lại thất thần ở phía sau hầu gái, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua trên vách tường, đó là Harit. Nam nhân nắm lấy rìu lặng yên không tiếng động đi xuống bậc thang rộng mở nơi phòng. Tối, đến khi gã nhìn thấy hầu gái đang lải nhải với Tiểu hồ thì ánh mắt của gã hung ác lên, gã nhìn thấy sau bả vai của nữ nhân kia là khuôn mặt trắng nõn và ánh mắt ngây thơ của tiểu hồ đang nhìn gã, Harit nở nụ cười với nàng rồi vươn tay ra nhẹ nhàng để lên môi, nữ hài nhìn hầu gái, lại nhìn Harit, nàng chậm chạp không rõ tình huống hiện giờ, cho đến khi máu phun lên mặt nàng, Harit vung rìu lên. Từ phía sau lưng hầu gái đột nhiên bổ về phía nàng, vốn là gã muốn chém cổ nàng nhưng đây là lần đầu tiên động thủ giết người nên triều bị lệch khỏi quỹ đạo mà chém lên phần vai ngươi cái đồ hạ nhân đáng chết đáng chết này Hà dùng sức rút triều ra gã dữ tợn nói là ngươi nói cho lão hòa thượng kia để lão chạy trốn đúng không tiện nhân nhà ngươi đi chết đi hầu gái thép chói tai trên bả vai của nàng chảy máu ở sống chết trước mắt thì tiềm lực của con người bỗng nhiên được kích phát nàng không biết lấy sức lực ở đâu mà xoay được người lại rồi đột nhiên đẩy ngã nam nhân đó hai người ngã vào nhau nàng ngẩng đầu hướng về nữ hài hô lớn chạy mau chạy mau tiểu hồ ngơ ngác đứng nơi đó dòng máu đỏ thấm chạy theo gương mặt của nàng nhỏ giọt xuống bên này harris đang bị đè trên mặt đất dùng tay túm lấy chỗ bị thương ở bả vai của hầu gái tìm được cơ hội này đẩy nàng ra gã duỗi tay bắt lất chiếc triều bị rơi trên mặt đất rồi xoay người chém về phía nữ nhân hô chiếc rìu dừng lại giữa không trung, Harit chậm rãi ngẩng đầu, gã nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh tái nhợt của nữ hài đang tóm chặt lấy cổ tay của gã mà trong khi đó sức lực tránh thoát của gã lại. Không có, vốn dĩ đồng tử màu đen của tiểu hồ giống với nhân loại nhưng không biết từ khi nào đã co lại dựng đứng lên giống như đông vật. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú vào nữ nhân đang ngất ở trên mặt đất. Harit chưa bao giờ gặp một mặt giả thú của nàng như vậy. Gã nuốt nuốt nước bọt rồi miễn cưỡng giả bộ ra sự uy nghiêm của phụ thân, tiểu hồ, bung ta ra thu hồi lại sức lực đi trong nháy mắt gã cả cảm giác được ngón tay của nữ hài càng dùng sức nhiều hơn cổ tay của gã vang lên tiếng kẻo kẹp vì sao muốn làm như vậy tiểu hồ nhẹ nhàng hỏi bởi vì bởi vì hai mắt của Harit đảo lia lịa rồi vội vàng giải thích bởi vì ả ta làm sai việc cho nên phải bị trừng phạt như vậy không sai đúng là như vậy ả không phải là kẻ hầu tốt nên ả phải phụ trách với những việc ả ta đã làm Harip cắn chuẩn vụ này không bỏ, gã chưa từng giáo dục tiểu hồ về thị phi đúng sai, tất cả những gì nàng biết đều từ nơi gã mà ra, gã nói cho chính mình không cần nóng vội, tóm lại sẽ có biện pháp dỗ dành nữ hài trở về, Harip miễn cưỡng nở nụ cười và nói, bé ngoan phải đi về ngủ, để ta cho ả một cái kết thúc được không? Gã nhìn ra biểu cảm trên mặt nàng hơi dao động, chắc là bị lời gã nói ảnh hưởng, sức lực nắm cổ tay gã cũng nới lỏng hơn nhiều, nhưng mà, nàng thấp giọng hỏi, nàng làm sai cái gì? Triết phát hiện hôm nay nữ hài nói rất nhiều, gã sợ sự việc cứ kéo dài sẽ sinh biến cố nên hắn giọng rồi nghiêm khắc nói, chờ đến khi ngươi lớn lên sẽ biết, hiện tại nghe lời trở về nhanh lên. Bằng không là không phải nữ nhi ngoan của ta. Ngón tay của tiểu hồ rung lên rồi nhẹ nhàng buông lỏng tay Triết ra, không đợi Triết thở vào nhẹ nhõm thì trước mắt bỗng nhiên long trời lở đất, giống như bị một trận gió lật đổ vậy, gã nằm trên mặt đất, chỉ nhìn được bóng dáng nữ hài đang bế hầu gái lên chạy trốn, nháy mắt đã biến mất ở bậc thang, không, không. Trở về cho ta. triết phí công hô to, tiểu hồ ôm hầu gái, máu của nữ nhân thấm vào vạt áo trước của nàng, nàng hấp tấp chạy ra khỏi phủ đệ của thánh nữ, nơi nơi đều là người đang dơ cây đuốc lên có vẻ như đang tìm kiếm nàng, trong lúc hoảng loạn, nàng theo bản năng tới nơi quen thuộc nhất là hẻm nhỏ nàng hay giấu thịt, tiểu hồ ngồi sổng rồi đặt hầu gái xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, nữ nhân hôn đã mê bất tỉnh, môi trắng bệt, miệng vết thương trên vai sâu đến mức có thể thấy được xương trắng và máu chảy không. Ngừng, nàng cuốn quýt vương tay dùng yêu khí chữa khỏi miệng vết thương của nữ nhân. Tuy miễn cưỡng làm miệng vết thương không đổ máu nữa, nhưng nữ nhân lại không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa tiểu hồ lại cảm giác được hơi thở của nữ nhân càng ngày càng mỏng manh. Đúng lúc này ở ngoài hẻm nhỏ truyền tới âm thanh, tiểu hồ ngẩng đầu, đồng tử dựng đứng lên cả người đều căng chặt làm tốt trạng thái chiến đấu, kết quả là đối diện với đôi mắt của Cốc Thu Vũ, nàng ngẩn ra một chút, Cốc Thu Vũ thở phì phò, nàng nhìn Tiểu Hồ, ta từng học y, lại là người tu tiên, ta có thể cứu. Nàng! Ngươi tin tưởng ta sao? Tiểu Hồ ngồi sổng trên mặt đất ngẩn ngơ nhìn Cốc Thu Vũ, nàng không nói gì, cũng không cho phép nhưng thân thể lại dần dần thả lỏng ra, Cốc Thu Vũ thử đi tới, Nhìn thấy Tiểu Hồ không ngăn lại mới ngồi xổm bên người nữ nhân và dùng chân khí tìm tòi tình trạng thân thể của hầu gái, nàng phát hiện miệng vết thương đã được yêu khí làm ngừng chảy máu một cách ngang ngược nhưng trước đó mất máu quá nhiều, lại có bệnh cũ, nếu không trị thì cứ kéo dài như vậy cho đến khi chết, Cốc Thu Vũ lấy ra linh đan và tế châm, trước tiên tạm thời giữ tính mạng của nữ nhân. Này đã, nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Hồ, Hiện tại tạm thời nàng không có việc gì nhưng cần tiến thêm một bước cứu trợ, sư huynh của ta khá am hiểu phương diện này, ngươi nguyện ý đi tìm hắn cùng ta không? Trước đây Tiểu Hồ không phải gặp những việc trường ra phức tạp như vậy, đại não của nàng đã kéo căng hết cỡ nên chỉ có thể dùng bản năng để phân rõ tốt xấu, nàng có thể cảm giác được Cốc Thu Vũ không có ác ý nên liền gật đầu, theo ta đi. Cốc Thu Vũ nói, Tiểu Hồ bế hầu gái lên, thân hình hai người nhanh chóng biến mất ở thánh hỏa thành cốc thu vũ dẫn tiểu hồ trở về khách điếm các nàng không đi cửa chính là nhảy vào phòng từ cửa sổ của khách điếm trong phòng có ngu sở lục ngôn khanh và lý thanh thành đang ở con đã trở về cốc thu vũ vừa về liền nói sư huynh sư huynh nhìn xem người này đi lục ngôn khanh nhìn thấy tiểu hồ dính máu tươi trên người đang đứng ở sau sư muội của mình liền sửng sốt sau đó gật đầu rồi đi tới để nàng đặt ở trên giường đi lục ngôn thanh nói ta nhìn xem tiểu hồ làm theo lời đặt người ở trên giường sau khi lục ngôn thanh nhìn kỹ một lúc thì mới nói yên tâm ta có thể cứu tiểu hồ đang ngừng thở lúc này mới thả lỏng cả người lục ngôn thanh ở bên này cứu người còn lý thanh thành ở bên cạnh hỏi sao sư tỷ mang nàng về đây không đụng tới các sư huynh sao đại sư đâu sư đệ cũng không biết vừa rồi có bao nhiêu hỗn loạn đâu cốc thu vũ kể Vốn dĩ ba người chúng ta ngồi canh ở ngoài phủ đệ của thánh nữ, kết quả là không biết có chuyện gì xảy ra mà bọn hạ nhân trong phủ thánh nữ đều làm phản, đánh nhau với hộ vệ riêng của Harit. Cốc thu vũ miếng môi, không quá một lúc thì tỷ thấy nàng cổng một người đầy máu chạy ra, tỷ sốt ruột mới đi theo nàng. Vậy nhóm của Hoài An đâu? Lục Ngôn Thanh hỏi, vị tăng nhân kia thì sao? Cốc thu vũ lắc đầu, muội không cố nổi. Nàng nói rồi nhìn ngu sở, Sư tôn, cái này phải làm sao bây giờ ạ? À? Thẩm hoài an và tiêu dực đều ở đó nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngu sở động viên, chẳng qua, đôi mắt của nàng không nhịn được chuyển tới trên người nữ hài trước mặt này. Từ khi biết được nữ nhân không có việc gì thì dường như cả người tiêu hồ dại ra và mờ mịt đi. Nàng ngơ ngác đứng ở một bên, trên người trên mặt đều là máu nhưng cặp mắt kia lại mê mang như một hài tử đi lạc, giống như nàng không biết nên làm cái gì bây giờ mơ mơ hồ hồ đã bị đẩy đến nơi này, cũng không biết chính mình phải làm ra phản ứng gì, tiểu hồ. Ngu sở chậm rãi nói, lại đây ngồi nào. Tiểu hồ đứng tại chỗ, vốn dĩ nàng đang hoảng hốt, thế giới ổn định kia đang ở bên người nàng lại đột nhiên sụp xuống, vô số chuyện nàng không hiểu và âm thanh tràn tới làm nàng không biết làm như thế nào cho phải. Đến khi nghe được giọng nói của ngu sở thì tiểu hồ nhìn lại theo bản năng, ở trong mắt nàng, mỗi người đều có hơi thở và năng lượng của mình, ngu sở hoàn toàn bất đồng với hơi thở hỗn độn của Harit, hơi thở của ngu sở ôn hòa đạm nhiên, mang cho người ta một cảm giác mãnh liệt yên ổn, dường như việc hủy thiên diệt địa tới trước mắt cũng. Sẽ được nàng giải quyết một cách nhẹ nhàng, tiểu hồ đi tới, kéo ra ghế dựa rồi ngồi xuống, nàng cúi đầu xuống, bất luận Lý Thanh Thành có khoản đãi như thế nào thì nàng cũng không đáp lại, nàng không uống nước, không ăn cái gì, thậm chí đều không hỏi một câu vì sao mà chỉ ngồi cúi đầu ở chỗ đó. Im lặng giống như đã làm sai cái gì, loại thành thật nghe lời đến vậy khiến cho người ta có cảm giác vô cùng đáng thương khiến người đau lòng. Ở trong tất cả các câu chuyện xưa thì yêu tộc hồ yêu này làm cho người ta có cảm giác nó là loài động vật chủ động và hướng ngoại chứ chưa thấy hồ ly nào an tĩnh như tiểu hồ vậy. Hài tử này sẽ không phải là còn muốn tự bế hơn tiêu dực chứ. Chương 112, chương 112 Bên kia, lục ngôn khanh ngẩng đầu nói nàng không có việc gì đâu nghe được hắn nói thế đột nhiên tiểu hồ đứng lên đi tới bên giường rồi ngồi quỳ xuống nàng vươn tay ra cầm lấy cổ tay của người hầu tiểu hồ nhắm mắt lại cảm thụ tỉ mỉ một chút quả nhiên sinh mệnh lực của hầu gái giống như con sông được chứa đầy nước một lần nữa đã khôi lục lại hầu gái có tên ca ma này không có việc gì ý niệm này làm nàng như trút được gánh nặng nàng cúi đầu ngôn khanh con đi phủ thánh nữ xem xét tình huống đi ngu sở phân phó, nếu có chuyện ngoài ý muốn thì không cần hỗn chiến, chỉ cần đưa đại sư và các sư đệ của con mang về là được. Lục ngôn thanh gật đầy rồi xoay người rời khỏi từ ô cửa sổ, ngu sở thu lại ánh mắt thì nhìn thấy tiểu hồ đang ngồi quỳ bên giường còn cầm thì chống lên bên cạnh, rõ ràng là sở hữu khuôn mặt gợi cảm đến mê muội lại cố tình đáng thương vô cùng như tiểu hài tử vậy, ngu sở và cốc thu vũ nhìn nhau, cốc thu vũ đi qua nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai của tiểu hồ trước, để nàng nghỉ ngơi một lúc rồi nàng sẽ tỉnh lại thôi. Tiểu cốc nhỏ giọng an ủi, sư đệ của tỷ sẽ trông coi nơi này, muội và tỷ đi một phòng khác thay y phục sạch sẽ đã. Đối mặt với người mà tiểu hồ có thể tin tưởng được nàng lại ngoan như búp bê vậy, được cốc thu vũ kéo sang phòng cách vách thay y phục hai nữ hài đi vào phòng, cốc thu vũ đóng cửa lại rồi mở túi ra tìm y phục, tiểu hồ đứng ở nơi mà tiểu cốc buông tay, cứ đứng dại ra xuất thần ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ cái gì, cốc thu vũ tìm được sim y của mình và đặt ở một bên, sau đó quay đầu lại thì nhìn thấy bộ dáng ngốc ngốc của tiểu hồ, tiểu cốc cũng không còn cách nào khác bèn duỗi tay kéo nữ hài qua để nàng ngồi xuống bên cạnh bàn, sau đó lấy ra bồn gỗ ở bên cạnh và dùng khăn tay tẩm nước rồi giúp tiểu hồ lau khô vết máu trên mặt và cổ, dọa đến muội sao. Cốc thu vũ nhẹ nhàng hỏi, tiểu hồ vẫn không nói một lời mà chỉ cắn môi, biểu cảm vẫn luôn ở trạng thái dại ra, dường như không ai có thể tham tiến vào thế giới của nàng được. Khi lau mặt, cốc thu vũ có cơ hội lại gần và thấy được cổ của nàng. Trên cổ của tiểu hồ có thứ cùng loại với phù chú ấn màu đen. Mới nhìn qua thôi cũng biết đó không phải là thứ tốt gì. Cốc thu vũ vẫn chỉ nhìn mà không nói gì, giúp nàng lau mặt xong. Cốc thu vũ nhẹ nhàng hỏi, cởi y phục trên người của muội xuống rồi thay y. Phục của tỷ nhé, đều là mới cả, rất sạch sẽ, muội có thể mặc hay không? Thực rõ ràng, Tiểu hồ sẽ không, ngày thường lúc nàng bị nhốt lại cũng chỉ được mặc y phục thô ráp ngắn tay giống với y phục cho nô lệ, đến khi giả trang thành thánh nữ lại có người khác trang điểm cho. Nói nghiêm túc thì nàng không được tự mình mặc qua y phục đứng đắn nào, sau khi tiểu hồ cởi xiêm y, cốc thu vũ không nhịn được nhăn mi lại, trên da thịt trắng nõn của nữ hài là chú ấn màu đen kia đang trải rộng, toàn thân từ trên xuống dưới có khoảng 10 cái, đây là cái gì? Cốc thu vũ nhẹ nhàng hỏi, nó có làm đau hay không? Tiểu Hồ lắc đầu, ngoan ngoãn ở nhà sẽ không đau. Nàng đáp, không biết nữ hài nghĩ tới cái gì mà biểu cảm trở nên ảm đạm hơn, Cốc Thu Vũ sợ ca một cờ hờ thích đến nàng bèn giúp nàng thay từng cái, hai người cùng tuổi, Cốc Thu Vũ là một cô nương phát dục thật sự bình thường nhưng khi váy áo của nàng được Tiểu Hồ mặc vào thì hoàn toàn không mang lại cùng một hiệu quả, dáng người của Tiểu Hồ mềm mại thức tha, phập phòng quyến rũ cho dù là sim y rất đứng đắn của nữ tử khi mặc ở trên người nàng cũng sẽ có cảm giác thước tha gợi cảm nhưng khí chất cả người. Của nàng quá thuần túy, tóm lại nàng trời sinh mang theo sự gợi cảm, đây là thiên phú của chủng tộc sao, cốc thu vũ che miệng lại nhìn tiểu hồ, bỗng nhiên nàng đã hiểu ra vì sao nhiều thoại bản có nói trong số mệnh của hoàng đế, thư sinh, hòa thượng đều sẽ bị hồ ly mê hoặc không trốn thoát được, quả thực là hồ yêu quá đẹp, loại này đẹp mà không tự biết, cảm giác đơn thuần mà lại gợi cảm quả thực làm người như đang uống rượu xem một cái là trong lòng liền say cảm nhận được hơi thở của cốc thu vũ có vấn đề tiểu hồ quay đầu lại lông mi thon dài hơi chớp chớp vẻ nghi hoặc nhìn về phía nàng không không có việc gì bỗng nhiên tiểu cốc hoàng hồn nàng nhẹ nhàng dò hỏi tiểu hồ ly muội có nguyện ý ở một mình với sư tôn của tỷ trong chốc lát hay không hình như sợ nàng hiểu lầm nên cốc thu vũ vội vàng nói tiếp sư tôn của tỷ là người tốt người sẽ trợ giúp muội giống như trước kia người trợ giúp tỷ vậy tiểu hồ rủ lông mi xuống hình như nàng nghĩ nghĩ điều gì rồi sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu lập tức cốc thu vũ nhảy nhót lên chỉ cần tiểu hồ đồng ý nói chuyện thì việc này liền thành công một nửa nàng tin tưởng vững chắc sức quyến rũ của sư phụ không ai có thể cự tuyệt sự trợ giúp của người không có người vậy muội cứ ngồi ở chỗ này đợi tỷ nhé tỷ quay lại ngay bây giờ cốc thu vũ lập tức dặn dò nàng bước chân nhẹ nhàng mở cửa rời đi tiểu hồ ngồi ở bên cạnh bàn cúi đầu một lát sau thì nghe được tiếng bước chân trầm ổn khác với bước chân của tiểu cốc đang vang lên cửa bị mở ra rồi lại đóng lại một người ngồi đối diện với nàng ta là ngu sở ngu sở chậm rãi nói ngươi tên là gì tiểu hồ tiểu hồ nhỏ giọng trả lời thậm chí nàng còn không ý thức được đây căn bản không được xem như là cái tên tiểu hồ ngu sở nhìn chăm chú vào nàng rồi thành khẩn hỏi ta là một người tu tiên ta có năng lực giải quyết tất cả khốn cảnh trước mắt của con chỉ cần con nguyện ý con nguyện ý không tiểu hồ ngây người một lúc rồi sau đó nàng cắn môi gật đầu nhẹ nhàng vậy con nguyện ý chia sẻ với ta một chút về việc đêm nay đã xảy ra chuyện gì được không ngu sở ôn hòa nói tất cả mọi chuyện chỉ cần những chuyện khắc sâu vào ký ức đều có thể tiểu Hồ im lặng một lúc lâu mới kể lại một cách đứt quản những chuyện mới phát sinh, thực rõ ràng nàng cũng không quá am hiểu chuyện tự thuật cùng người khác, có lẽ ở hoàn cảnh trước đó cũng không có người thật tình nghe nàng nói chuyện, ngu sở nghe xong một lần rồi xác định một chút, tuy tiểu hồ rất đơn thuần ngây thơ nhưng không phải là đứa ngốc, thậm chí nhìn nhận từ góc độ kể lại của chính nàng thì tư duy logic của nàng vẫn luôn rõ ràng, chẳng qua là bị Harris lừa bịp mà thôi thời điểm tiểu hồ nhớ tới ở trong tầng hầm ngầm Harit muốn giết người hầu Kama trước mặt nàng thì vẻ mặt của nữ hài trở nên mờ mịt và thống khổ, nàng ôm lấy đầu mình, tuy rằng tiểu hồ không có thói quen tự thuật cho nên nói đến tiền căng lại không đáp hậu quả, nhưng ngu sở đã nghe rõ ràng đại khái, trước đó nàng còn đang suy đoán nữ nhân mà tiểu hồ bỗng nhiên cứu ra là ai, dựa theo sự miêu tả của nữ hài thì nữ nhân tên là Kama này hẳn là hầu gái đối với nàng rất tốt trong phủ đệ của thánh nữ. Hơn nữa xem xét từ chuyện Kama có thể thả chạy tiểu hồ thì có lẽ nàng cũng tinh thông một ít phù chú chi thuật. Tiểu hồ được Harith nuôi lớn nên không rành thế sự. Harith sẽ càng dạy dỗ nàng một ít chuyện thường thức không đúng đắn, để nàng cảm thấy chính mình nên bảo hộ phụ thân và muội muội. Nghe theo phụ thân nói, nàng đơn thuần nhưng với bản năng hồ yêu thì càng làm nàng có thể phát hiện ra bản tính của một người đang che giấu. Có lẽ nàng đã sớm cảm thụ được thực ra Harit và Iguli cũng không yêu nàng. Nhưng nàng lớn lên từ từ nhỏ ở nơi này nên nguyện ý để Harit lừa gạt mình đi làm những chuyện chỉ có thể nhận được vài câu khích lệ hời hợt của gã. Nhưng nàng cũng rất thích nữ hầu gái đối tốt với nàng này cho nên khi Harit động thủ chém người ở trước mặt nàng thì cũng chém nát luôn ảo tưởng của tiểu hồ đối với gã, chưa nói đến Harit dùng lý do để kiềm chế nàng đã không chịu nổi một kích, gã nói người một nhà phải giúp đỡ nhau cho nên cần bảo vệ muội muội. nhưng nếu nàng và bọn họ không có quan hệ thì sao, ta muốn biết ta là ai, phụ mẫu ta lại là ai. Tiểu hồ thấp giọng, con không muốn biết vì sao Harit làm chuyện như vậy mà chỉ muốn biết chính mình là ai thôi sao ngu sở hỏi tiểu hồ gật đầu hình như nàng hiểu lầm ý của ngu sở cho rằng chính mình chỉ có thể lựa chọn một lần cơ hội được trợ giúp kama nói người nhà chân chính không phải là dạng này tiểu hồ nhỏ giọng ta muốn biết nhà của bản thân ta ở đâu ngu sở thở dài một tiếng nàng biết những hài tử như tiểu hồ thực ra cực kỳ nhạy bén rất dễ dàng phân biệt được đối phương có lừa gạt mình hay không cho nên nàng kể lại những chuyện phát sinh trước đây một cách ôn hòa ngoại trừ hệ thống mà bản thân nàng mang theo và chuyện đã xem qua kịch bản tây vực ra thì ngu sở cố gắng hết sức kể lại tất cả mọi chuyện từ tiên đoán đến việc bọn họ điều tra khắp nơi thẳng đến chuyện phát hiện ra chùa miếu và cuối cùng đã biết thân phận của nàng cho đến đêm qua chúng ta biết thân phận của con nhưng sợ vì con đã bị Harit lừa gạt quá sâu sẽ không nhận sự trợ giúp của chúng ta cho nên huyền biện đại sư tự mình đi phủ thánh nữ tìm hiểu tin tức, hy vọng có thể tiếp xúc được với con. Ngu sở nói tiếp, không nghĩ tới Harit có tật giật mình, sợ đại sư nói chân tướng cho con biết nên buổi tối mới khiến xôn xao lên như vậy, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì phải chờ các đồ đệ của ta trở về mới biết được. Kỳ! Thật ngu sở có thể lựa chọn không nói ra tất cả những gì đã xảy ra cho tiểu hồ biết dựa theo sự ngây thơ mờ mịt và bản năng tin tưởng mình thì cũng có thể mang về nhà giống nhau nhưng nếu nói mấy năm nay ở trong luân hồi ngu sở hiểu rõ cái gì thì đó là có rất nhiều tai họa ngầm và tranh chấp thậm chí lớn hơn nữa là tai nạn đều là bởi vì lời nói giữa hai bên từ khi bắt đầu đã không rõ ràng mà dẫn tới nàng thật tình muốn mang tiểu hồ đi thì không hy vọng lưu lại bất luận một chút nhúc mắt gì không nghĩ tương lai sau khi tiểu hồ trưởng thành có lúc nhớ lại thì trong lòng lại sinh ra vướng mắt, ngu sở thành khẩn thì tự nhiên tiểu hồ có thể cảm giác được, thực ra mỗi lần Harit có mưu đồ khác có làm bộ ôn hòa nói chuyện với nàng thì đồng dạng nàng cũng có thể phát hiện được đến, trước đây nàng chỉ cho rằng phụ thân và muội muội chán ghét nàng vì nàng có huyết thống hồ yêu. Nhưng lại không nghĩ tới chính mình là được nhận nuôi, những loanh quanh lòng vòng của thế giới nhân loại này quá làm điên đảo tư duy đơn thuần như bồ câu trắng của tiểu hồ chẳng qua trước đó đã hơi nhận thức và được đến chứng minh nên cũng không giật mình như vậy, ngu sở nhìn bộ dáng cúi đầu của nữ hài, trong lòng không nhịn được đau lòng thay hài tử, tiểu hồ ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Cho nên phụ thân đã làm sai chuyện, muội muội cũng vậy. Nàng hỏi, người làm sai là phải bị trừng phạt, muốn đổ máu, đúng hay không? Ngu sở ngẩn ra, lúc tiểu hồ hỏi ra những lời này, Biểu cảm thể hiện ra là sự dò hỏi và hồn nhiên của hài tử, nhưng nàng lại đưa ra vấn đề làm người không rét mà rung, bị nam nhân như vậy hung đúc đến lớn giống như trên giấy có một chỗ trống đã bị tô lên bóng ma vậy, nàng đã bị Harit ảnh hưởng đến trong tiềm thức, hôm qua nàng còn cảm thấy cần phải bảo hộ người nhà, một giây sau là có thể bình tĩnh dò hỏi có phải nên giết bọn họ hay không. Những người khác chỉ cảm thấy một mặt con người ngoan ngoãn, thuận theo của nàng nhưng lại quên mất nàng có giả tính đặc biệt là loại tàn nhẫn hồn nhiên này khiến vừa rồi làm người nhớ tới nàng là yêu tộc, ngu sở vương tay hướng về phía nàng rồi nói với vẻ khoan dung, cần ôm không. Trên khuôn mặt của tiểu hồ đã sớm không còn sự tàn nhẫn mới hiện lên trong nháy mắt, hiện giờ nàng cực kỳ mê mang, với thói quen nghe lời thì lúc này nàng càng cần sự quan tâm hơn nữa so với những thời điểm khác, nàng biến thành hồ ly rồi lên bàn bước tới rồi được ngu sở ôm lấy vào trong ngực, cái ôm ấp thơm thơm và sự trầm ổn thông dong làm nàng có thể cảm thấy được sự bình yên, người làm sai là phải bị trừng phạt, nhưng chịu dạng trừng phạt gì thì cần xem hắn đã làm việc gì. Ngu sở nhẹ nhàng dạy bảo, sinh mệnh là điều quý giá nhất cho nên không thể tùy tiện bị cướp đoạt. Ngu sở cúi đầu thì nhìn thấy tiểu hồng hồ ly đang dựa lên cánh tay của nàng và chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nàng vừa buồn cười lại vừa thấy đau đầu, giảng đạo đức với một con tiểu hồ ly thật quá khó khăn, Rốt cuộc thì thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, hoàn toàn trở thành người lương thiện là không có khả năng, nhưng tiểu hồ giả tính quá mức cũng cần khống chế. Mức độ này rất khó nắm giữ, nên làm như thế nào để một nữ hài có thân thể ở tuổi 18 và tư duy lại càng ít tuổi hơn nhiều có thể dung nhập cùng hiểu biết về chuyện này thì đó đúng là một công trình lớn, chỉ dựa vào lời nói thì rất khó để nàng hiểu ra và thay đổi, kết quả tốt nhất đó là thu tiểu hồ vào môn phái để nàng dần dần bị ảnh hưởng thay đổi theo mà không nhận ra đặc biệt là hôm nay tiểu hồ ly ý thức được căn bản là mình không có người nhà người hầu duy nhất đối tốt với nàng lại ngã trước mắt nàng nàng đã bị quá nhiều ca một cờ hờ thích cho nên không cần lại bị thuyết giáo vì thế ngu sở chỉ sửa đúng lời nàng nói một cách ngắn gọn rồi tạm thời dừng lại đề tài này giọng nói ôn hòa của nàng cất lên bản thể của con là tiểu hồng hồ ly sao tiểu hồ ly lắc đầu bị khóa lại Nàng nói, nàng không hình dung ra được vì sao lại bị khóa lại nhưng hẳn là có quan hệ với phù chú trên người nàng. Ngu sở vẫn luôn cảm thấy quen mắt với chú ấn trên người tiểu hồ. Đột nhiên nàng nhớ tới trên người nam nhân ma giới kỳ quái kia cũng có chú ấn đồng dạng như vậy. Chẳng qua trên người tiểu hồ ly chính là chú ấn màu đen còn ấn chú trên người nam nhân tên là quân lạc trần lại là màu đỏ. Hình như cổ tự phù văn cũng càng rườm rà hơn. Chú ấn trên người tiểu hồ khẳng định là do tên Harit kia tạo nên để trói buộc nàng, nhưng quân Lạc Trần thì sao, thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, ngay cả thập bát ma quân cũng có thể tùy tiện sách thì ai có thể phong ấn được hắn đây, chương 113, chương 113. Có lẽ tiểu hồ ly không phải là hài tử sẽ dễ dàng biểu hiện tâm tình của mình, tuy xảy ra chuyện lớn như vậy mà nàng vẫn luôn ngốc ngốc nhưng thực ra trong nội tâm nàng cũng sẽ mờ mịt và sợ hãi, bị hơi thở trầm ổn của ngu sở ảnh hưởng, lại được vuốt ve một lúc nên cuối cùng cảm xúc của tiểu hồ ly cũng yên ổn lại một lát sau ngu sở nói đồ đệ của ta và vị tăng nhân đó đã trở lại con có muốn đi trông thấy ông ấy không hồ ly nhảy xuống từ trên người ngu sở rồi biến lại thành nữ hài giây tiếp theo cửa phòng có tiếng gõ vang lên sư tôn người đều trở lại rồi ạ à. nữ nhân bị thương cũng đã tỉnh lý thanh thành đứng ở ngoài cửa thông báo đã biết ngu sở nhìn về phía tiểu hồ rồi nhẹ nhàng nói đi thôi. Hai. Người đi vào căn phòng ở cách vách, trong phòng thật sự chen chúc, năm đồ đệ của ngu sở ở bên trong, nữ nhân đang ngồi dựa ở trên giường, Huyền Biện đại sư và đệ tử của ông là A Tứ, thêm ngu sở và tiểu hồ nữa thì trong phòng có đến 10 người, chật đến mức Thẩm Hoài An phải ngồi trên bệ cửa sổ, tình huống thế nào rồi. Sau khi ngu sở đóng cửa xong bèn hỏi, Thẩm Hoài An và Lục Ngôn Khanh bắt đầu kể lại những chuyện vừa mới xảy ra mỗi người nhìn đến việc từ mỗi góc độ khác nhau, cuối cùng chấp phá lại thành toàn bộ sự kiện, vốn dĩ ngu sở mời huyền biện đại sư đi phủ thánh nữ cũng là vì ngoại trừ ông là người duy nhất ngoài Harit có tư cách chính diện dính líu với chuyện này ra, thì ông đi phủ thánh nữ trước cũng là muốn nhìn một chút xem Harit có cơ hội cứu vớt được hay không, thuận tiện nhìn xem tiểu hồ thế. Nào, không nghĩ tới Harit nổi lên ý niệm giết người, đương nhiên là lão hòa thượng có thể nhìn ra tới nhưng ông lại nghĩ lại cần cho phủ thánh nữ làm ra một ít chuyện mới có thể quan minh chính đại xốc lên nội khố của harris mới tương kế tự kế nội khố là cái quần lót bên trong ý của câu này là xốc lên cái xấu xa đang bị che giấu một cách quan minh chính đại harris sắp xếp cho lão hòa thượng xong liền mưu đồ bí mật với hạ nhân về việc này yêu cầu bọn họ trông coi phủ đệ cho tốt hỗ trợ phối hợp không được để lộ tiếng gió ra ngoài thực rõ ràng là harris không tín nhiệm kama nên chuyện này càng không thể nói cho nàng ngoài mặt thì hạ nhân thuận theo nhưng vừa quay đầu thì đã truyền tin cho kama mọi người đều thực khiếp sợ bọn họ chỉ là bình dân vì chức trách nên không thể không giúp harris giữ bí mật của tiểu hồ đã đủ làm lương tâm của bọn họ bị nhục hiện giờ thế nhưng harris lại muốn giết người thì thật sự đã vượt qua điểm mấu chốt của bọn họ huống chi vì giữ bí mật nên hôm nay harris mới giết lão hòa thượng vậy nhỡ đâu về sau gã còn muốn giết bọn họ thì phải làm sao bây giờ vì thế bọn hạ nhân chia binh ra làm mấy đường kama đi tìm tiểu hồ muốn cứu nàng đi ra ngoài đám người hầu còn lại tuyển ra ba tiểu tử trẻ tuổi làm cu li khỏe mạnh mang lão hòa thượng rời đi những người khác ở trong phủ đệ phóng hỏa cản trở nhóm vệ binh tư nhân của thánh nữ truy kích cuộc hỗn loạn này lan đến cả ra bên ngoài như vậy trong lúc harris ý thức được không đúng thì nửa thánh hỏa thành đều bị đánh thức bởi ngọn lửa lớn và sự hỗn loạn trong phủ đệ thánh nữ trong cuộc hỗn loạn đó cốc thu vũ thì mang tiểu hồ đi thẩm hoài an và tiêu dực thì lẻn vào phủ đệ tìm kiếm tội trạng của Triết, người thanh nên mang lão hòa thượng đi đã được lục ngôn thanh nhanh chóng tìm ra lúc chúng ta trở về hạ nhân phủ đệ của thánh nữ còn đang ở trên đường phố mắng to Triết đấy thẩm hoài an nói cả nửa cái thành này đều bị đánh thức hắn ngồi ở trên bệ cửa sổ đúng là ở sau lưng hắn thánh hỏa thành vẫn luôn náo loạn không ngừng như thế cũng bớt việc không cần chúng ta suy nghĩ biện pháp vạch trần gã rồi Cốc Thu Vũ nói, còn việc có cần bọn họ lại ra sức nữa hay không thì nhìn đến tình huống sáng sớm ngày mai xem thế nào, việc về Harit thì tạm thời không đề cập tới. Đôi mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía nữ nhân đang nằm trên giường, lấy kinh nghiệm của ngu sở thì một người hiểu được việc cởi bỏ phù chú thì tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ, Kama. Ngu sở chậm rãi mở miệng, ngươi có cái gì muốn nói không? Kama. Bừng tỉnh lấy lại tinh thần, Ánh mắt đầu tiên của nàng là nhìn về phía tiểu hồ, sau đó lại nhìn về phía ngu sở, ngài là người tu tiên sao? Nàng cẩn thận hỏi, không sai. Ngu sở đáp, nữ nhân im lặng một lúc lâu mới thấp giọng nói, đây đều là nô tỳ sai, vốn dĩ nô tỳ có thể cứu nàng sớm hơn nữa nhưng lại kéo dài cho tới hiện tại, tiểu hồ đi tới Nàng ngồi ở mép giường nháy đôi mắt nhìn nữ nhân, ma thở dài rồi vuốt ve mái tóc của Tiểu Hồ, kỳ thật ở 18 năm trước nô tỳ từng gặp được mẫu thân của nàng. Nàng nói, lời này vừa nói ra làm mọi người hơi giật mình, bọn họ đều cho rằng nàng chỉ là người hầu bình thường, không nghĩ tới có liên lụy đến quá khứ của Tiểu Hồ, các vị tiên trưởng hẳn là biết khu vực Tây vực là nơi nối liền giữa đại lục phương nam của người tu tiên và tây bắc của người tu ma, trên vùng đất này, linh khí và ma khí thực tương tự nhau rất nhiều tu luyện giả ở tây vực vừa không phải hoàn toàn là tu sĩ, cũng không phải hoàn toàn là người tu ma. Kama thấp giọng, Nô tỳ cũng từng là một trong những tu luyện giả đó, chẳng qua không có thiên phú nên cứ mơ màng hồ đồ, vừa không cam tâm dung nhập vào trong người thường, nhưng cũng không có biện pháp tiến vào đại môn luyện khí kỳ, chỉ ở phương diện phù chú là có chút thiên phú nên du tẩu ở nhân gian kiếm miếng cơm ăn. Kết quả là vì tự mình nghiên cứu ra bùa chú nên lúc ở khu vực cạnh sa mạc Nô Tì bị ma tu theo dõi, bị bọn chúng dùng pháp bảo truy đánh nên tính mạng lâm vào nguy hiểm, là mẫu thân của nàng bỗng nhiên xuất hiện trượng nghĩa ra tay cứu Nô Tì. Khi đó nàng đã mang thai hơn 5 tháng vậy mà còn ra tay cứu Nô Tì, cũng giúp Nô Tì trị thương. Sau khi Nô Tì dưỡng thương xong thì chúng Nô Tì cũng cùng nhau trở về Thánh Hỏa Thành. Nàng có nói cho Nô Tì là muốn đi tìm phụ thân của hài tử nên sau đó chúng Nô Tì tách nhau ra kama cúi đầu và mím môi lại im lặng một lúc mới tiếp tục mở miệng về sau nô tỳ lại nghe nói chùa miếu ngoài thành thu nhận một yêu nữ nô tỳ cũng biết chuyện bá tánh đi vây lấy chùa nhưng khi đó nô tỳ cảm thấy chính mình đã khó bảo vệ được mình lại cảm thấy may mắn là yêu lực của nàng cao cường nên hẳn là không xảy ra chuyện gì kết quả là ngày hôm sau nô tỳ nghe nói nàng khó sinh mà chết còn nam nhân của nàng đã tự sát vì bảo hộ hài tử nói đến đây nữ nhân trỗi dậy lên nỗi thống khổ vì ấy nấy, nô tỳ không biết sẽ trở thành cái dạng này, nếu nô tỳ biết thì dù có liều mạng nô tỳ cũng muốn cứu ra nam nhân và hài tử của nàng, nhưng cái gì nô tỳ cũng chưa làm. Nàng đã cứu nô tỳ mà nô tỳ lại không cứu nàng. Cho nên ngươi tới nhà Harith làm người hầu là muốn che chở hài tử bị gã mang đi. Hòa thượng trẻ tuổi là A Tứ thấp giọng nói, nhưng nàng bị đóng chú ấn nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn không làm cái gì cả nô tỳ, nô tỳ nghĩ tới. Nhưng lúc nô tỳ tới thì trên người tiểu hồ đã bị hạ chú ấn rồi, nô tỳ không giải được, dù nô tỳ có mang nàng đi thì nàng cũng sẽ chết vì chú ấn mà thôi. Nữ nhân vội vàng giải thích, hơn nữa sau khi người hầu chúng nô tỳ biết được chân tướng thì Harit đã đáp ứng chúng nô tỳ là chờ đến khi tiểu hồ 20 tuổi, lúc ấy sẽ thả nàng rời đi. Mãi cho đến khi gã muốn giết người thì nô tỳ mới ý thức được căn bản là gã sẽ không buông tha tiểu hồ. Sau khi nàng nói xong những chuyện này, tất cả mọi người im lặng, một phương diện, Kama là một người cực kỳ mềm yếu, nàng không có quyết đoán đi chùa miếu cứu người, cũng không dám đi cứu tiểu hồ bị hãm sâu trong nhà giam, nhưng về phương diện khác, nàng vẫn ở bên người nữ hài bảo hộ nhiều năm như vậy. Cứ việc hành động của nàng không có một chút tác dụng nhưng đúng thật là nàng đã ở bên chính mình 18 năm, nàng nói cũng có đạo lý, năng lực của nàng hữu hạn dù có mang nữ hài đi thì nàng cũng không có biện pháp cởi bỏ chú ấn, nhưng trên thực tế, Kama không có nghiêm túc tích cực đi tìm biện pháp giải quyết, thử nàng cũng không thử qua đã từ bỏ, nàng là người tốt, chẳng qua là người tốt quá yếu mềm, nàng giống với lão hòa thượng, tuy nội tâm thiện lương, cũng quan tâm tiểu hồ nhưng vẫn không. Ra tay cứu giúp, sau khi nói xong những chuyện này, nước mắt của Kama chảy xuống, nàng nhìn về phía nữ hài rồi nghẹn ngào, tiểu hồ, thực sự xin lỗi là ta thực sự xin lỗi nương của ngươi, cũng thực sự xin lỗi ngươi. Tiểu hồ nháy đôi mắt, nàng nhìn nữ nhân, biểu cảm vẫn rất bình thường, bình tĩnh đến mức làm người hoài nghi rốt cuộc là nàng có hay hiểu đã xảy ra chuyện gì hay không, không sao. Nàng nói, ngươi đối ta rất tốt. Đối. Mặt với câu trả lời thật sự của nữ hài, Kama lại giống như bị ăn một quyền nặng vậy, nàng che lại mặt gào khóc lên như sắp hỏng mất trong cuộc hỗn loạn trời đã sáng, khi mặt trời dâng lên, phủ đệ của thánh nữ đã tắt lửa, một nửa phủ đệ đã cháy đen đổ sập xuống, Hatrit bị kéo đến dưới pho tượng thánh nữ, mà kẻ đang làm thánh nữ là Iguli bị người Tây vực tương đối ôn hòa, thỉnh lại đây, trước kia nàng ta ở trên xe ngựa cao cao được người đi theo, hiện giờ lại bị vô số người vây quanh, trên mặt. Iguli khó nén được thần sắc sợ hãi, mấy chục hạ nhân đều kêu la yêu cầu Harith cho một lời phía sau bọn họ là bá tánh thánh hỏa thành đang tò mò, ta không lừa gạt người, ta không có. Nữ nhi của ta thật sự là thánh nữ mà. Khuôn mặt của Harit vặn vẹo hô to lên, các ngươi xem đi, thánh hỏa còn chưa tắt đâu. Trong truyền thuyết thì sau khi thánh nữ xuất thế là hàng năm thánh hỏa sẽ không bị dập tắt, vốn dĩ các bá tánh đang nghiêng ngã không biết tin ai, khi ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được thánh hỏa đang bốc cháy làm bọn họ hơi chần chờ, ngoại trừ bọn hạ nhân ở phủ đệ của thánh nữ thì những người khác đều mê mang, không biết sự việc là thật hay giả, đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một tia chớp thật lớn vang lên ầm ầm rung động trên bầu trời làm mọi người chấn động một chút. Bọn họ xoay người thì nhìn Thấy một lão tăng nhân mang theo một nữ hài xinh đẹp đi tới, đi theo phía sau hai người là Kama, khi nhìn thấy ba người họ cùng nhau xuất hiện thì biểu cảm của harris lập tức trở nên tuyệt vọng bên này người của tinh thần cung chia làm hai đường thẩm hoài an và tiêu dực đi vào trong đám người nhìn chằm chằm vào tình huống trước mắt này mà một đầu khác lục ngôn khanh cốc thu vũ và lý thanh thành đi theo ngu sở và tăng nhân trẻ tuổi tên a tứ đi tới phủ đệ thánh nữ đây hẳn là phong ấn phù của ma tu a tứ nói trên lồng sắt và trên người nàng có hai loại phù chú bất đồng trên người nàng càng phức tạp hơn có thể cỡ bỏ không ngu sở nhíu mày nếu có thể hạ thì nhất định là có thể cởi bỏ a à tứ nói chờ sau khi kết thúc việc ở quảng trường thì để sư phụ bần tăng nhìn xem người tu hành ở tây vực nhiều năm như vậy thì thất định là từng thấy phù chú cùng loại như này rồi nhưng mà nhưng mà cái gì lục ngôn thanh hỏi loại phù chú dùng trên thân thể người như này thì một đầu khác nhất định là ở chỗ nào đó lấy cái này để ước thúc người này không thể rời đi. A à Tứ nói, chúng ta lại đi tìm xem, nhìn xem có thể tìm được chú ấn được khắc ở phủ đệ hay không. Mọi người lại tìm ở tầng hầm ngầm, từ bên ngoài nhìn qua thì cái gì cũng không có, mọi người tinh thần cung đều bào cả sàn hầm và vách tường của tầng hầm ngầm này. Quả nhiên dưới mặt đất ở lồng sắt có phát hiện ra phù chú màu đen, phù ấn này hằng là từ ma tu, từ trước tới nay con chưa thấy bao giờ. Cốc Thu Vũ nói, Sư Tôn, làm sao bây giờ ạ? À? Bằng không bắt Harry trở về hỏi gã vậy. A tứ kiến nghị, không cần. Ngu sở nói, Thanh Thành, con đi tìm Harry bắt mạch cho gã đi, chương 114, chương 114. Dưới sự chứng minh của huyền biện đại sư, Kama và Tiểu Hồ cùng với hạ nhân, cuối cùng các bá tánh thánh hỏa thành đã hiểu rõ hóa ra cha con Harry là kẻ lừa đảo. Trước đó người mà bọn họ quỳ lạy khát khao lại là một yêu nữ. Bên trong người dân của Thánh Hỏa Thành có một số ít người khá lớn tuổi cũng không thiếu tham dự sự kiện bức tử phụ mẫu của Tiểu Hồ, bỗng nhiên biết thánh nữ mình sùng kính lại chính là hài tử năm đó thì có thể nghĩ được tâm tình trong lòng bọn họ phức tạp ra sao. Ngay cả thánh hỏa trong tay pho tượng thánh nữ cũng bị phát hiện là giả, là do năm đó người quen tu ma của Ha Triết ẩn giấu pháp bảo trong pho tượng, làm giả việc thánh hỏa không bị dập tắt. Nếu nói trước đó biết được cả làm hồ yêu giả trang thành thánh nữ thì bá tánh thánh hỏa thành chỉ vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ mà thôi. Nhưng việc cả đụng vào pho tượng thánh nữ mới là hành vi châm lên lửa giận hừng hực của mọi người. Trước khi hai cha con Harit bị các bá tánh lòng đầy căm phẫn nắm đi thì trong lúc hỗn loạn đó Lý Thanh Thành đã lặng lẽ tóm lấy cánh tay của Harit và Iguli rồi sau đó cũng lặng lẽ rút lui. Kỳ thực năng lực xem người của Lý Gia là một thuật pháp gia truyền rất phức tạp cũng chỉ khi Lý Thanh Thành đi tu tiên mới có thể thường xuyên sử dụng đến nó như thế. Hắn ngược dòng về quá khứ của hai cha con, lại từ ánh mắt giao nhau giữa hai người nên cuối cùng đã thăm dò được những chuyện phát sinh trước đây trong phủ thánh nữ. Có khả năng Harit nằm mơ cũng không nghĩ tới ngay cả một câu mình cũng không nói lại bị lộ tất cả. Tiểu hồ bị chú ấn khóa ở phủ thánh nữ nên trước mắt không thể ra khỏi thành. Hiện giờ thánh hỏa thành rối loạn không ngừng. Mọi người sợ tiểu hồ lưu lại thánh hỏa thành sẽ bị liên lụy May mắn là ở trong thành Kama có một căn nhà ở nơi tương đối hẻo lánh nên trước tiên mọi người ở trong nhà nàng tạm thời nghỉ chân, chẳng qua nhà của nàng quá nhỏ không chứa được nhiều người như vậy cho nên đệ tử tinh thần cung để hai vị sư phụ, Tiểu Hồ, Kama và A Tứ ở trong nhà, những người khác dứt khoát ở ngoài đường nhỏ tìm Lý Thanh Thành, bên này là khu bình dân, không rối loạn và cũng rất an tĩnh. Từ lúc đến cửa Lý Thanh Thành đã thò đầu vào nên mọi người đều thấy được, thế nào rồi? Nhìn thấy hắn trở về, các sư huynh đều vây lấy đều thấy được lý thanh thành trầm giọng được rồi vào nhà nói đi các đồ đệ đi vào nhà ngu sở và huyền biện đại sư ngồi ở chính vị bên cạnh là tiểu hồ và ca ma thế nào ngu sở hỏi lý thanh thành gật gật đầu hắn nói chính mình đã thấy sự việc ở trên người hai cha con nọ vốn dĩ harrik không phải là người của thánh hỏa thành thân ca ca của gã là ma tu tất cả phù chú trong nhà harrik đều lấy từ huynh đệ kia của gã bao gồm cả trên người tiểu hồ, con thấy một đoạn ngắn lúc ma tu kia bố trí, Lý Thanh Thành nói, gã ma tu kia nói phù chú trên người tiểu hồ là phong ấn chú trung đẳng khá lợi hại, cần ma khí thúc dục, chỉ có ma tu tinh thông phương diện bùa chú và nguyền rũ mới có thể cởi bỏ, ngu sở nhìn về phía Kama rồi hỏi, Kama, ngươi có thể cởi bỏ phù chú trên nhà giam, vậy trên người nàng ngươi có thể cởi bỏ không? Kama lắc đầu, phù chú trên nhà giam đã rất lợi hại rồi, lại khó hơn Nô Tỳ liền bất lực huống chi là phù chú trên người nàng, nếu Nô Tỳ có thể cởi bỏ thì đã sớm mang nàng chạy. Kama tuyệt vọng, chuyện cho tới bây giờ muốn tìm kiếm một ma tu tinh thông phương diện này đã là chuyện không có khả năng, không biết có phải tính cách của Kama có vấn đề hay không mà thật sự nàng cực kỳ dễ dàng từ bỏ và tuyệt vọng, ngu sở nghĩ nghĩ, ngược lại không phải là hoàn toàn không có khả năng, nàng liên hệ võ hoành vĩ và nói ra nhu cầu về phương diện này, vừa lúc võ hoành vĩ đang phái đồ đệ của ông tróc nã người của gia tộc lâm lượng lâm gia có được huyết mạch của ma quân chẳng sợ qua nhiều thế hệ đã sớm pha loãng nhưng vẫn lợi hại hơn ma tu khác dạng như kiểu toàn bộ gia tộc của lâm gia đều đi tu ma thì thực ra cũng rất ít thấy được trước đây mỗi cách vài chục năm thì lâm gia đều thử triệu hoán tổ tông là lâm ma quân chẳng qua trước đó đều là ở trong tu ma giới lâm lượng là kẻ đầu tiên chơi lớn như vậy Lão dùng đô thành một quốc gia của nhân loại làm tế đàn rồi tính kế người tu tiên và bá tánh vào trong đó, hành vi tàn nhẫn độc ác như vậy khiến tu tiên giới quyết định đuổi tận giết tuyệt với Lâm gia để ngừa hậu hoạn. Người tu ma của Lâm gia chạy thoát được nửa năm, bọn họ cũng không nghĩ tới người tu tiên luôn luôn bảo thủ cũng dám lẻn vào tu ma giới bắt người. Hiện giờ đã qua nửa năm người bị bắt cũng không ít, những người sót lại của Lâm gia còn đang lẫn trốn. Lúc ngu sở dò hỏi võ hoành vĩ thì nhóm người tu tiên vừa vặn bắt được một tôn tử của lâm lượng tên là Lâm Huy. Được xem như là nhân tài kiệt xuất của lâm gia trong tu ma giới nên khẳng định là người nhà của gã sẽ giải được phù chú của tu ma kia. Võ hoành vĩ đáp, cùng ngày, hai thủ tịch đệ tử của tu thiên phái đã đến, bọn họ mang theo ma tu Lâm Huy bị trùng lấy đầu trực tiếp lẻn vào thánh hỏa thành, được thẩm hoài an tiếp ứng. Ngu trưởng môn, thủ tịch đệ tử kia khách khí chào hỏi, lại gặp mặt rồi. Thật trùng hợp, Đệ tử tặng người lần này chính là thủ tịch đệ tử mà nửa năm trước nhóm Thẩm Hoài An đã từng bắt được sáu ma tu kia. Thủ tịch đệ tử đưa người vào nhà rồi xốc lên khăn trùng đầu. Lâm Huy, ngươi có giải được phong ấn phù này không? Hắn hỏi, khăn trùng trùng lên đầu của Lâm Huy cũng không phải là loại ven đường nhặt được mà là pháp bảo trói buộc, có thể ngăn cách lực lượng trên người của người bị trói buộc. Vốn dĩ cả một đường Lâm Huy không có lực lượng gì thì bỗng nhiên lại cảm giác được ma lực chậm rãi hồi phục hắn cũng không màng có làm được hay không đã lập tức gật đầu, biết, ta biết làm nhưng cũng nên thả tay của ta ra chứ. Lâm Huy nghĩ đến thật tốt đẹp, hắn cảm thấy chính mình không gặp may mới bị bắt lấy, chỉ cần khôi phục tự do thì nhất định sẽ có cơ hội chạy đi. Chờ đến sau khi pháp thằng thật sự bị cởi bỏ, Lâm Huy lập tức ngắm hai bên trái phải, muốn nhìn một chút xem có cơ hội chạy trốn hay không. Hắn không nhìn còn tốt, vừa thấy tình cảnh xung quanh thì trước mắt liền tối sầm toàn bộ trong phòng không ngờ lại có nhiều người tu tiên đến vậy, hơn nữa những gương mặt mới này thoáng nhìn thì thấy tu vi có vẻ rất cao, một cô nương trẻ tuổi rất xinh đẹp đang ngồi sổng ở bên người hắn nở nụ cười ngọt ngào, làm việc cho tốt vào, bằng không ta cũng chỉ có thể đốc xúc ngươi một chút, tay nàng đang đùa nghịch một loạt chi chít toàn châm là châm. Cô nương xinh đẹp này dùng giọng nói ngọt ngào nói đến việc đáng sợ như vậy làm sao lưng lâm huy chợt lạnh nên gật đầu liên tục, tỏ vẻ chính mình sẽ nghiêm túc xem. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía người cần mình giải chú lập tức ngẩn ra một chút, tiểu hồ quá xinh đẹp, cảm giác mang lại không hề giống với cô nương uy hiếp mình kia, cảm giác nàng mang theo sự quyến rũ trời sinh nhưng cố tình ánh mắt lại rất sạch sẽ, loại cảm giác tương phản này quả thực chính là vưu vật của nhân gian, không đợi Lâm Huy Miên mang suy nghĩ, bỗng nhiên hắn bừng tỉnh dưới khí áp trong phòng, chỉ cảm thấy mình giống như bị sát khí của bất đồng người từ bốn phương tám hướng truyền đến vỗ đánh hắn cũng không dám thất thần nữa mà nhanh chóng xem xét chú ấn trên cánh tay của tiểu hồ có thể giải có thể giải ta có thể giải hắn quay đầu tiên trưởng đại nhân nếu ta giải được cái này thì cũng coi như là đã giúp đỡ vậy có thể giữ lại mạng được không nếu ngươi không giải được thì xác định chắc chắn là mất mạng thủ tịch đệ tử dùng khuôn mặt không có chút biểu cảm nào mà uy hiếp lúc này lâm huy mới cực chẳng đã nói đúng là ta có thể giải nhưng muốn đi giải ở ngọn nguồn phát ra ngọn nguồn theo như lời hắn thì chính là phù chú của phong ấn chú được lưu lại ở tầng hầm ngầm trong phủ đệ thánh nữ. Người nhiều không dễ đi, ngu sở dứt khoát để những người khác lưu lại, nàng và thủ tịch đệ tử mang theo ma tu cùng tiểu hồ trở về phủ thánh nữ một chuyến. Cha con Harit bị bắt nên phủ thánh nữ mang tới một loại cảm giác tiêu điều của người không nhà trống. Thủ tịch đệ tử sách theo Lâm Huy đã bị trùng đầu, bốn người tiến vào tầng hầm ngầm, hắn dùng động tác nhanh nhẹn thắp đèn lên rồi sau đó buông Lâm Huy ra bắt đầu đi, thủ tịch đệ tử nói, Lâm Huy lại mở to mắt, nhìn thấy người tu tiên quanh mình chỉ dư lại hai người bọn họ thì tâm tư lại rụt trịch lên, thủ tịch đệ tử cười lạnh, vị ngu trưởng môn này là tiền bối đã cùng sư phụ ta lật cả đế thành lên, nếu ngươi nghĩ định lỗ mãn thì ta cũng không ngăn cản ngươi, Lâm Huy đang bốc cháy lên hy vọng nhỏ nhoi thì lại bị dập tắt, không có biện pháp, hắn đành phải thành thật vận dụng ma lực giải phong ấn chú này, phù chú trên nề hầm ngầm bị tiêu hủy chú ấn trên người tiểu hồ cũng dần dần biến mất theo sau khi chú ấn trên người nữ hài biến mất nàng vừa thử hoạt động cánh tay thì đôi mắt sáng lên rất nhiều ngu sở nói đây là phong ấn chú trung cấp sao vậy cao cấp chính là bộ dáng gì tiểu nhân cũng chưa thấy qua thực ra loại phong ấn chú này vốn dĩ rất khó thực thi sơ trung cao cấp bất quá là bất đồng về cường độ trói buộc mà thôi lâm huy thành thật giải thích ngu sở nhăn mi lại vậy có cái gì cùng loại với phong ấn chú có thể thực thi ở trên người tiên nhân hoặc ma nhân hay không cái này có thể là phù chú không làm được đấy là cấp bậc nguyền rủa rồi lâm huy gãi gãi đầu có thể ức chế đại nhân của hai giới tiên ma thì kia nhất định là thượng cổ nguyền rủa rất lợi hại thậm chí có khả năng liên quan tới thiên địa khí vận ngu sở đã rõ có lẽ lâm huy cũng chỉ biết những điều này sau khi xác định chú ấn được giải trừ thì hai thủ tịch đệ tử chào từ biệt rồi mang lâm huy bị trói tiếp tục lên đường bên này mọi người cũng quyết định ra thánh hỏa thành trước trở lại chùa miếu ở ngoài mười dặm rồi tính toán tiếp đây vẫn là lần đầu tiên tiểu hồ lớn như vậy mới được ra khỏi thành vùng núi trụi lũi bên ngoài cũng khiến nàng không ngừng ngắm nhìn sau khi trở lại chùa miếu huyền biện đại sư lấy vòng tay bạch ngọc đưa cho tiểu hồ đây là nương của con để lại ta cảm thấy nên giao cho con ông chậm rãi nói còn nữa thực ra con có tên con muốn biết không tiểu hồ nhận lấy vòng tay nàng ngước mắt lên rồi nhẹ nhàng gật đầu hà sơ lạc huyền biện đại sư nhẹ nhàng nói nương của con họ hà mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn mất nửa ngày ở chùa miếu tiểu hồ cũng chính là hà sơ lạc đi theo huyền biện đại sư tế bái mộ bia của cha nương sinh thời bởi vì thân phận chủng tộc nên hai người không có biện pháp ở bên nhau sau khi bọn họ chết thì huyền biện đại sư phá giới luật hợp tán bọn họ ở bên nhau khi tế bái hà sơ lạc ngây thơ mờ mịt trên mặt không có nét bi thương thậm chí ánh mắt nhìn mộ bia vô danh còn có chút tò mò có lẽ nàng còn không học được cảm tình phức tạp như vậy trong lòng huyền biện đại sư cảm khái không thôi cuối cùng may là tiểu hồ ly không hiểu gì nên bớt đi rất nhiều cảm xúc khổ sở trên cổ tay của nàng mang theo vòng tay của mẫu thân gần như hà sơ lạc không có do dự gì liền đương nhiên mà lựa chọn muốn rời đi cùng tinh thần cung bên kia các đồ đệ tinh thần cung đang nhận lấy sự khoản đãi nhiệt tình của tăng nhân trẻ tuổi a tứ hắn biết bọn họ phải đi cho nên đặc biệt hy vọng bọn họ có thể mang theo đặc sản của tây vực thực ra a tứ cũng chỉ lớn hơn một chút so với bọn họ mà thôi nhiều năm như vậy vẫn luôn đơn độc canh giữ ở chùa miếu trên núi nhỏ này cũng sư phụ ngay cả xuất hiện một người cũng không có mới ở chung với đệ tử tinh thần cung có hai ngày mà hắn đã thấy lưu luyến nhưng a tứ và sư phụ đều quá kham khổ hắn lấy ra toàn bộ số tiền áp đáy hòm cũng không đủ mua đồ vật sư huynh để tinh thần cung khuyên nhiều mới làm hắn đè xu không nờ dê tấm lòng muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà duy nhất hắn không yên tâm chỉ có một chút thật sự cứ buông tha ha triết như vậy sao a à, tứ nhíu mày có thể sau này gã lại xuất hiện hay không ngươi yên tâm đi thẩm hoài an vỗ vỗ bờ vai của hắn sư đệ của ta đã tính một quẻ cho cha con kia rồi đại hung đấy thật sự hắn tính chuẩn như vậy sao A Tứ vẫn hơi hoài nghi, chuẩn, tuyệt đối chuẩn, từ trước tới nay lý gia của ta tính các hung chưa làm lỗi bao giờ, Lý Thanh Thành vỗ vỗ bộ ngực, ngươi để lòng vào trong bụng đi, lúc này A Tứ mới cười rộ lên, về sau nếu có rảnh thì nhất định ta sẽ đi tìm các ngươi. Hắn nói, nói vậy rồi đấy nhé, nhất định ngươi phải đến đấy, lúc đó để ngươi nếm thử lá trà tốt nhất của chúng ta. Khi mọi người tinh thần cung chào từ biệt với A Tứ thì Hà Sơ Lạc và Kama cũng gặp nhau. Kama nắm lấy ngón tay tinh tế trắng nõn của nàng vừa khóc vừa cười, con đi rồi cũng tốt, đi cùng người tu tiên là ta an tâm rồi. Hà sơ lạc nhìn Kama, nàng nhẹ nhàng nói, không có phủ thánh nữ, ngươi muốn đi đâu? Ta không biết, đi mỗi nơi một chút đi, làm nhiều việc tốt hơn, không vì ta thì cũng muốn vì con làm việc thiện tích đức. Kama cười nói, tiểu hồ, con tự do rồi, vừa mới bắt đầu, Hà sơ lạc không hiểu cái gì gọi là tự do một người bị nhốt lại từ khi còn nhỏ như vậy nên nhận thức về thế giới vẫn rất ít cho đến khi nàng ngồi trên phi thuyền pháp bảo của ngu sở nhìn sa mạc khô khốc của tây vực dần dần xa nhìn cây cối dần dần sinh trưởng thì lần đầu tiên mới ý thức được thế giới lớn như vậy lớn đến nỗi làm nàng sợ hãi nàng lùi xa bông tàu phanh một tiếng biến thành một con hồ ly rồi rút đầu vào lồng ngực của ngu sở trong lồng ngực nàng hồng hồ ly ban đầu đã biến thành bạch hồ tuyết trắng ngay cả mặt của hồ ly cũng trở nên xinh đẹp thanh tú hơn nhiều. Có thể từ khuôn mặt hồ ly nhìn ra được mi thanh mục tú là đã biết được tiểu bạch hồ xinh đẹp đến nhường nào. Ngay cả bộ lông ngắn thô rác màu màu đỏ nâu ngụy trang ban đầu trên người cũng biến thành lông trắng mềm mại, sờ lên là không dừng được. Cốc thu vũ kinh ngạc hộ ra tiếng, cũng thò tay qua sờ hồ ly. Vì tỏ vẻ mình rất thích sư phụ và sư tỷ nên bạch hồ đang làm ổ trong lồng ngực của ngu sở duỗi cái đuôi thật dài móc lấy ngón tay của cốc thu vũ như chú mèo nhỏ hồ ly thật quá hiểu chuyện đi mất. Loại bản năng này đúng là trời sinh, hai thầy trò nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bạch hồ, còn bên kia, các sư huynh chỉ biết nhìn xuân rồi sau đó cúi đầu xuống ra vẻ ẩn nhẫn, ôi, nam nữ thụ thụ bất thân, bọn họ chỉ có thể nhìn, chương 115, chương 115. Mọi người tinh thần cung ngồi trên pháp bảo từ Tây Vực trở về, dọc theo đường đi vì quan tâm tới tiểu hồ ly chưa từng ra khỏi cửa nên trên đường về ngu sở dừng lại rất nhiều lần, chỉ cần nhìn thấy địa phương mà nữ hài cảm thấy hứng thú thì đều xuống dưới để nàng và tiểu cốc đi ra ngoài chơi. Nếu gặp được thành trấn thì để các nàng đi mua đồ vật, đường trở về ngắt quãng như vậy khiến mọi người mất khoảng 4 ngày mới trở lại môn phái. Bọn họ không chỉ mang về tiểu hồ yêu mà còn mang theo bao lớn bao nhỏ, đều là những thứ mà hai nữ hài cốc thu vũ và hà sơ lạc mua, giống như những lần trước ngu sở để các đồ đệ có thời gian ở bên nhau nên nàng tự mình trốn ở sau núi tận hưởng sự thanh tĩnh. Ngu sở cảm giác có đôi khi chính mình dưỡng đồ đệ như dưỡng chó mèo hay là cá nhỏ vậy, khi nàng mang thành viên mới về, nếu mỗi ngày nàng cứ dẫn theo bên người che chở thì ngoại trừ làm hài tự ỷ lại chính mình thì không có chỗ tốt nào khác, vẫn sẽ không dung nhập vào bên người của những người khác, cho nên nàng phải làm một việc rất quan trọng đó chính là ủy quyền, để các sư huynh sư tỷ đảm đương nhân vật quan tâm yêu thương sư đệ sư muội như vậy bọn họ mới có thể càng nhanh chóng quen thuộc lẫn nhau trong lúc các đồ đệ làm quen nhau tại chủ phong. Ngoại trừ nghỉ ngơi ra thì ngu sở cũng có việc quan trọng muốn giải quyết, những đồ đệ nàng thu đứa sau có thuộc tính, giả hơn cả đứa trước, song thuộc tính ít ỏi ở tu tiên giới không là chuyện mới mẻ gì ở tinh thần cung, rốt cuộc những đệ tử này của nàng có người là kỳ tài pháp tu, có người là thiên tài kiếm tu, có người là thể tu, còn có người là độc tu có tư chất tu ma, lại còn có truyền nhân của thế gia bói toán, hiện giờ lại tới cái tiểu yêu tu nữa. Quả thực là mỗi người một hướng đi khác. Nhau, các đồ đệ khác còn tốt, ít nhất thì vẫn là xuất thân từ nhân tộc, còn Hà Sơ Lạc trực tiếp nhảy sang hồ yêu, cái này phải dạy dỗ như thế nào, cho dù cái gì ngu sở cũng đã từng học qua nhưng thật sự nàng không từng học về yêu tinh. Trong lúc ngu sở ở sau núi tự ngẫm nghĩ thì tiểu cốc đã gấp không chờ nổi mang hà sơ lạc đi tham quan khắp nơi, người vui mừng nhất khi mang tiểu hồ về tự nhiên là cốc thu vũ. Phải biết rằng tuy nàng cũng có quan hệ tốt với các sư huynh nhưng vẫn cần người cùng giới làm bằng hữu, rốt cuộc thì tỷ không cần ngốc cũng một chỗ với nhóm nam nhân thúi đó rồi. Cốc thu vũ vui sướng phấn chấn hoang hô lên, Tiểu muốn cùng đi với Tiểu Hồ tới tiểu viện yêu quý của chúng ta. Nàng lôi kéo tay của Hà Sơ Lạc rồi dắt nàng chạy nơi nơi ở chủ phong và giới thiệu toàn bộ môn phái cho nàng, thực ra mấy năm nay Cốc Thu Vũ đã là đại cô nương duyên dáng yêu kiều, cũng không còn bướng bỉnh như khi còn nhỏ nữa. Kết quả, có Tiểu Hồ là trong nháy mắt nàng khôi phục lại tâm thái vô cùng hoạt bát của một thiếu nữ, kiến trúc môn phái trên Huyền Cổ Sơn kéo dài suốt sườn núi chưa cần nói đến ngọn núi khác mà chỉ nói đến chủ phong thì cũng đã rất lớn rồi, Cốc Thu Vũ dẫn Hà Sơ Lạc đi tham quan khắp nơi, đôi mắt của Hà Sơ Lạc đều trợn tròn giống như hồ ly nông thôn mới vào thành vậy, gì cũng không kịp nhìn, lại có cảm giác cái gì cũng rất thú vị. Sư muội nhìn thấy viện ở hai bên đường không? Cốc Thu Vũ nói, vốn là phân ra nam nữ ở mỗi bên đường, nhưng môn phái của chúng ta quá ít người cho nên nơi tỷ ở chính là ở gần viện của các sư huynh đệ môn phái trên huyền cổ sơn là địa chỉ cũ của đại môn phái cho nên quy mô kiến trúc đều rất to lớn phân viện của các đệ tử được sắp xếp bao bọc xung quanh nhau mỗi viện có quy mô không khác mấy so với tứ hợp viện của một gia tộc bình thường trước đây cốc thu vũ vẫn luôn ở cạnh các sư huynh đệ đối với nữ hài tử mà nói thì tự mình sống trong một viện đúng thật là hơi trống trải nàng lôi kéo tay của hà sơ lạc đi vào sân trước mặt nàng vui sướng tuyên bố về sau nơi này chính là nhà của chúng ta nghe xong tiểu cốc nói tiểu hồ ngẩng đầu nhìn ngơ ngác viện tử trước mặt thật sự có thể chứ nàng nhỏ giọng hỏi tiểu cốc biết hà sơ lạc vẫn luôn lớn lên như động vật bị khóa ở lan can có lẽ đối nàng mà nói chỗ ở bình thường đều là việc xa xỉ không thể có được trong lòng cốc thu vũ hơi khó chịu khi nàng còn nhỏ tuổi trải qua những chuyện đó thì cũng không cảm thấy thế nào đồng dạng từng bị tổn thương nên khi nhìn thấy tiểu hồ thể hiện biểu cảm cẩn thận yếu ớt thì thật sự trong lòng cốc thu vũ như bị đau cắt vậy nàng duỗi tay ôm lấy bả vai của hà sơ lạc rồi hạ giọng nói tất cả những nơi ở đây đều là nhà của sư muội những chuyện trước kia đều kết thúc rồi nên về sau không ai có thể bắt nạt được sư muội nữa cốc thu vũ nói tiếp từ nay về sau sư muội là người của tinh thần cung hà sơ lạc ngây thơ nên thực ra nàng không cảm thấy những gì mình đã qua là bị đối đãi thậm tệ nhưng từ trong lời nói của cốc thu vũ thì có vẻ như nàng cũng hơi hơi đạt được một loại lực lượng mà nàng còn chưa hiểu rõ vâng tiểu hồ nhẹ nhàng gật đầu lúc mới bắt đầu cốc thu vũ và hà sơ lạc cũng giống với lục ngôn thanh và thẩm hoài an trước đây nơi ở chính là sương phòng hai bên hai nàng không hề sợ hãi chẳng qua nhà chính quá lớn nên khi nói chuyện đều vang vọng điều đó không mang chút ấm áp nào nên sương phòng vừa hợp với một người ở cốc thu vũ vô cùng vui vẻ dạy cho hà sơ lạc trang trí nhà ở của chính mình như thế nào sau đó phát hiện tuy hà sơ lạc nhìn quyến rũ lại xinh đẹp nhưng lại là người rất ngốc Nghết, nàng để cho hà sơ lạc nằm trên giường rồi dùng chăn đắp lên người nàng kết quả là hà sơ lạc giống như bị dán chặt lại vậy cả người đều cứng đờ ở dưới chăn cũng không biết động đậy thế nào tiểu cốc bị nàng chọc cho cười rất nhiều nhưng trong lòng vẫn hơi chua xót thực ra dựa theo lão hòa thượng cung cấp ngày tháng mà xem thì hà sơ lạc còn lớn hơn cốc thu vũ 10 tháng. Nhưng tư duy của nàng quá sạch sẽ không khác gì với tiểu hài tử cả. Ban ngày tiểu cốc dạy cho tiểu hồ một ít tri thức cơ sở của nhân loại và kỹ xảo sinh hoạt. Đến buổi tối hai nữ hài tụ vào cùng một ổ chăn ngủ, vốn dĩ hà sơ lạc ngơ ngác không thiện nói năng nhưng được cốc thu vũ mang theo nên khóe miệng chậm rãi mang ý cười, thậm chí cốc thu vũ còn đi vân thành chỉ để mua con cá nhỏ đặt ở trong lưu nuôi, Kết quả là phát hiện Hà Sơ Lạc cứ không kìm nén được bản thân đi lay cá, về việc lay cá thì không tính là gì, cái đáng nói là tiểu cốc hoảng sợ ngăn lại Hà Sơ Lạc muốn mò cá lên để ăn sống trước một giây, hơn nữa còn thả chạy những con cá đáng thương đó, nhoán lên đã qua ba 4 ngày, trong viện của Nam Đồ Đệ, bốn sư huynh đệ ngồi cùng nhau cả người dạy ra, từ khi tiểu hồ tới là hai nữ hài tử đều dính với nhau từ sáng đến tối, ngoại trừ lúc ăn cơm thì căn bản là người ta không có thời gian phản ứng bọn họ. Vốn dĩ các sư huynh đệ đều đã thói quen có giọng nói thanh thúy của tiểu cốc bên. Người. Đột nhiên nàng không tới tìm bọn họ nữa, đã thế ở viện cách vách lại thường xuyên phát ra tiếng cười làm cho bọn họ không hiểu sao lại có cảm giác bị vứt bỏ, thật sự rất kỳ quái, thực ra trước kia bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy đến chỗ nào cũng phải mang theo tiểu cô nương đi không thấy nhẹ nhàng giống như giữa các huynh đệ cho nên thậm chí bọn họ còn ngẫu nhiên vụng trộm dấu cốc thu vũ đi tìm một đỉnh núi uống chút rượu cảm giác còn rất vui sướng kết quả là hiện tại cốc thu vũ không dính lấy bọn họ nữa coi bọn họ là không khí rồi loại cảm giác này rất không dễ chịu bỗng nhiên cảm thấy mỗi ngày mấy đại lão gia ở bên nhau cũng không có gì thú vị nữa rượu có ngon mấy thì uống mấy ngày cũng chán lục ngôn thanh thẩm hoài an Tiêu Dực và Lý Thanh Thành không nhịn được vô tình hoặc cố ý tới gần hai cô nương để nói chuyện thì phát hiện ra thế giới nữ hài tử nhà người ta không có chút đường sống nào để bọn họ nhúng tay vào, vì không để bọn họ ảnh hưởng nên ngẫu nhiên hai nữ hài đều trốn bọn họ đi sau núi chơi. Nháy mắt, trong lòng các sư huynh đệ liền mất mát, sư muội đang yên đang lành từ con sâu chuyên đi theo đuôi giờ sao lại không phản ứng bọn họ nữa? bộ dáng thất thần của bốn người đều bị ngu sở phát hiện, nàng còn tưởng rằng có chuyện lớn gì khiến bốn người đều nặng nề đến thế, vừa nghe đến chuyện là do cốc thu vũ và hà sơ lạc gần gũi với nhau quá nên vắng vẻ bọn họ thì nàng không khỏi thấy buồn cười, tuy rằng khi ra bên ngoài bốn người trẻ tuổi lục ngôn thanh, thẩm hoài an, tiêu dực và lý thanh. Thành đều là thiên chi kiêu tử, tráng niên tài tuấn, nhân mô nhân dạng. Nhưng thực ra ở trong môn phái vẫn còn như hài tử vậy, nhân mô nhân dạng, là bên ngoài hay bên trong cũng mang hình dáng và phẩm chất của con người, ngược lại với nhân mô cẩu dạng là kẻ mang bên ngoài là hình dáng con người nhưng phẩm chất thấp kém, chỉ vì sư muội vắng vẻ bọn họ mà bọn họ lại để ý như vậy, ngu sở muốn cười nhưng lại nhịn xuống, trước đây không phải các con còn cảm thấy tiểu cất cứ hay đi theo các con sao? Ngu sở cười như không cười, nếu không phải không có lựa chọn thì con bé sao lại vẫn luôn cùng chơi với các con chứ? tuy đạo lý này các sư huynh đều hiểu nhưng bọn họ vẫn buồn bực ngay cả buổi tối lúc ăn cơm cảm xúc của các thanh niên này vẫn không được tốt cốc thu vũ đang vội vàng thưởng thức hình ảnh mỹ nhân ăn thịt nướng thì cảm thấy oán niệm sau lưng nổi lên bốn phía nàng quay đầu lập tức hỏi với vẻ kỳ quái các sư huynh để làm sao vậy vì cái gì mà mỗi người đều nhìn nàng u oán không như nàng là một sư muội cặn bã vậy các thanh niên cũng không biết nên nói như thế nào tóm lại là bọn họ không thể nói thắng bản thân khuyết thiếu sự chú ý cộng thêm ghen đúng không cốc thu vũ dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía ngu sở các thanh niên cũng dùng cái nhìn xin giúp đỡ mà nhìn nàng trong nhất thời ngu sở bị sáu đồ đệ cùng nhau nhìn vào thật sự là ngu sở muốn cười lần này nàng đã không nhịn được đây chính là cấp bậc ghen của tiểu bằng hữu rồi khi nàng vừa mới nhặt mấy hài tử này về nhà thì bọn họ đều độc lập lại chững chạc hiện giờ sao càng lớn càng ấu trĩ vậy nàng bất đắc dĩ nói xem ta làm cái gì ăn nhanh lên ăn xong rồi trở về tu luyện buổi tối đi lúc này các đồ đệ mới bắt đầu cầm đũa các sư huynh đệ muốn tu luyện nhưng cốc thu vũ đã có ngu sở đặt phê mấy ngày này ngu sở để nàng mang tiểu hồ nhiều hơn làm tiểu hồ sớm thích ứng một chút nên tạm thời không tu luyện vội buổi tối hai nữ hài đang ghé vào bên cạnh bàn đọc sách thì hà sơ lạc liền nói hình như bọn họ đều không vui hử Cốc Thu Vũ ngẩng đầu lên hơi nghi hoặc, Tiểu Hồ nghĩ nghĩ rồi nói, bọn họ muốn chơi cùng sư tỷ, sư tỷ vẫn luôn không để ý bọn họ. Lúc này Cốc Thu Vũ mới chậm chạp nhớ ra những ngày gần đây nhất hình như chính mình không phản ứng gì mấy với các sư huynh thì phải, thật sự không phải nàng cố ý, chẳng qua là bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng không có bằng hữu cùng giới đúng nghĩa nào, hiện giờ bỗng nhiên có một sư muội xinh đẹp lại đơn thuần là Tiểu Hồ nên quả thực nàng quá thích đi mất hơn nữa tiểu hồ không hiểu gì hết nên khi có một số việc nhỏ trong sinh hoạt bình thường cần cốc thu vũ cầm tay dạy dỗ thì tiểu hồ đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng sư muội vừa xinh đẹp vừa thơm vừa mềm tin cậy ngươi như vậy giống như trong mắt nàng xếp y phục thôi cũng trở thành anh hùng ghê gớm lắm hơn nữa trời sinh hồ ly nhìn người đều thêm vào sự quyến rũ thế này thế này ai chịu nổi hiện giờ hà sơ lạc vừa nói thế thì cốc thu vũ mới bừng tỉnh hoàng hồn phát hiện có vẻ như mấy ngày hôm trước chính mình như đang lân lân với cảnh tượng tốt đẹp trong mơ vậy cả hai vẫn luôn cùng quậy chung với nhau vui sướng đến cái gì cũng quên mất đợi chút sao cảm giác cảnh tượng này lại quen mắt như vậy giống như hoàng đế thư sinh linh tinh bị hồ yêu mê hoặc trong thoại bản vậy tựa như khi có hồ yêu xuất hiện sẽ rơi vào mỹ cảnh không hay biết gì khiến họ quên đi những chuyện khác bỗng nhiên cốc thu vũ cảnh giác lên tiểu hồ hồ yêu bọn muội có phải trời sinh đều biết mê hoặc không nàng hỏi hà sơ lạc chớp chớp mắt hỏi lại với vẻ khó hiểu cái gì gọi là mê hoặc khi tiểu hồ dùng ánh mắt thanh thuần của nàng nhìn sang mình thì lập tức cốc thu vũ cảm thấy bản thân lại rơi vào cảm giác ngọt ngào như trước đây không xong ra vấn đề lớn rồi cốc thu vũ nhanh chóng quyết định lấy ra tế châm tùy thân mang theo dùng một châm mau chuẩn tàn nhẫn đâm vào giữa huyệt vị của mình dùng sự đau đớn đánh tỉnh mình lại đi mau chúng ta đến sau núi tìm sư tôn thôi cốc thu vũ nói tuy rằng tiểu cốc nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cốc thu vũ bỗng nhiên kích động chạy hướng về sau núi các sư huynh ở cách vách nghe được âm thanh tức khắc bị dời đi lực chú ý mà thò đầu ra đã xảy ra chuyện gì vậy lý thanh thành hỏi hình như tỷ phát hiện năng lực mới của tiểu hồ rồi mau đi cùng tỷ đi cốc thu vũ đáp bằng không một lúc nữa tỷ không kiên trì được cái gì mà nói kiên trì không được tuy các sư huynh đệ chưa nghe hiểu thậm chí nỗi buồn bực bực tức vì nhiều ngày qua cốc thu vũ lạnh nhạt cũng đã quên mất mà cùng nhau đi theo tiểu cốc sáu đồ đệ trực tự chạy tới sau núi đi tìm ngu sở tự nhiên là ngu sở đã sớm nhận thấy được bọn họ lại đây nàng đang ngồi ở bên thân cây uống trà và nhìn về phía bọn họ thì thấy kỳ quái hỏi sao các con lại cùng nhau tới vậy sư tôn con cảm thấy hình như con phát hiện ra một chuyện khó lường được rồi có vẻ như trời sinh tiểu hồ sẽ biết mị hoặc chi thuật vậy ạ à? cốc thu vũ nói nàng trình bày tỉ mỉ kỹ càng loại cảm giác lân lân nhiều ngày nay lại nhắc tới vừa mới nảy sau khi bỗng nhiên nàng cảnh giác lên mới phát hiện có chỗ không thích hợp ngu sở chưa từng thấy qua hồ yêu nhưng sau khi nghe cốc thu vũ nói xong thì cảm thấy có vẻ rất hợp lý hồ yêu biết mị hoặc chi thuật thì cũng là chuyện thực bình thường nhưng hà sơ lạc không bị hệ thống huấn luyện quá cũng không biết năng lực của chính mình, rất có thể là mấy ngày nay nàng quá vui vẻ càng muốn thân cận cốc thu vũ hơn nên không biết từ bao giờ đã sử dụng kỹ năng mê hoặc, ngay chính bản thân cũng không biết đã xảy ra cái gì. Bốn người trẻ tuổi nghe xong ngu sở và cốc thu vũ trao đổi thì bọn họ cũng vui vẻ lên nhiều, nói cách khác là không phải sư muội không muốn phản ứng chúng ta mà là bởi vì bị mê hoặc. Thẩm Hoài An vui vẻ hỏi, cái này, cốc thu vũ muốn nói lại thôi, sau đó lại dùng sức gật đầu, vâng không sai, chính là như vậy. Chỉ cần thái độ của nàng đủ kiên quyết thì tuyệt đối bọn họ không phát hiện được nàng chột dạ, chương 116, chương 116. Vì xác nhận tiểu hồ thật sự có năng lực này hay là trùng hợp nên mọi người muốn cố ý thí nghiệm thêm vài vần, có thể là Hà Sơ Lạc vẫn chưa quen thuộc với các sư huynh nên khi bọn họ đơn độc lại đây để hy vọng thí nghiệm ra được một chút về năng lực của nàng thì Hà Sơ Lạc lại hơi khẩn trương, hoàn toàn không phát huy ra được kỹ năng mị hoặc ngu sở dứt khoát ấn chuyện này xuống trước chờ về sau trong lúc nàng không hay biết gì sử dụng năng lực đó thì bàn lại sau hà sơ lạc vào môn phái nhiều ngày như vậy đã thả lỏng hơn rất nhiều khi được cốc thu vũ dẫn dắt cũng là thời điểm tìm tòi căn cơ của nàng xem nên dạy dỗ thế nào dựa theo nguyên tắc miêu tả thì tiểu hồ vẫn luôn làm thánh nữ cho đến khi gặp phải đoàn đội của vai chính thế nên hẳn là nàng không có những người chuyên nghiệp khác dạy dỗ quá gần như chỉ dựa vào quá trình lớn lên chưa được khai hóa còn có thể làm nữ chính được dạy dỗ một cách hệ thống bị thương nặng. Điều này chứng minh kỳ thực nàng rất có tiềm lực, cũng không biết Hà Sơ Lạc hỗn huyết có làm quen được sự dạy dỗ của môn phái tu tiên hay không, chờ sau khi các sư huynh đệ và tiểu cốc vẫn còn lưu luyến rời khỏi, ngu Sở tiếp đón tiểu hồ vào viện của mình, ở sau núi nàng có một tiểu viện đơn độc, so với viện mà các đồ đệ ở trong chủ phong thì nơi này của nàng càng thuần khiết hơn một chút, trời đã khuya, ngu sở thắp sáng đèn trên bàn vừa chuyển đầu thì nhìn thấy hà sơ lạc đang ngoan ngoãn ở một bên nhìn nàng trong lòng ngu sở không khỏi mềm mại hơn nàng duỗi tay ra sờ đầu của nữ hài sư tôn tiểu hồ ngoan ngoãn gọi cái từ này là nàng học từ các sư huynh sư tỷ ngu sở kéo nàng ngồi mở mép giường sau đó nắm lấy cổ tay của nàng và dò xét tư chất bình thường thì nhân loại có tư chất tư tiên có thể xem được đại khái nội đang cùng màu sắc linh căng và khuynh hướng cảm xúc của đối phương lấy điều này để suy đoán tư chất của đối phương như thế nào, nhưng đang điền trong cơ thể của tiểu hồ lại là bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Chân khí vận hành của người tu cơ bản là trong suốt, người tu ma là màu. Đen hoặc mang cảm giác u ám, còn năng lượng trong cơ thể tiểu hồ lại đang xen giữa màu trắng và màu tím, hai loại năng lượng bất đồng cũng không bài xích mà lại chung sống cực kỳ hài hòa, hoặc nhìn thì màu tím đó là yêu khí, còn màu trắng chưa được nàng hấp thu rồi thay đổi trở thành linh khí thật sự, nói cách khác, Tiểu hồ có được hai loại thể chất hoàn toàn bất đồng là yêu tu và tu tiên. Loại song thể chất này trên thế gian rất hiếm có, như ân quản ly làm phản tu tiến giới đến tu ma giới cũng là song thể chất. Chẳng qua dựa theo ban đầu trong nguyên tắc thì gã là nam phụ hai được che giấu, vốn lại là ma tôn cho nên mới cho gã thể chất hiếm thấy này không nghĩ tới tiểu hồ cũng là như vậy. Ngu sở giải thích về thể chất của nàng cho tiểu hồ, tiểu hồ nháy đôi mắt vô tội nhìn ngu sở, thoạt nhìn thì bộ dáng rất nghiêm túc, cũng không biết là có nghe hiểu hay không nghe hiểu không ngu sở hỏi hà sơ lạc thành thật lắc đầu ngu sở bất đắc dĩ cười cười vốn riêng yêu tu của con là nương con cho con trừ cái này ra nàng còn đưa cho con rất nhiều năng lượng ngu sở giải thích yêu tu bình thường muốn bắt đầu tu từ động vật là lựa chọn cầu thiên địa tinh khí mà chuyên tâm tìm tòi lấy lựa chọn từ yêu tu đến người lại từ người đến tu tiên đều rất khó khăn mà trời sinh con là yêu lại cũng là người đã bớt đi trăm năm tu hành gian khổ. Hà sơ lạc có thể chậm rãi tu luyện giống như người tu tiên bình thường nhưng ngu sở không tính toán cho nàng học tu tiên chính thống. Tu tiên chính thống thực ra là các đại năng giả đơn thuộc tính dùng kinh nghiệm của chính mình sáng tạo ra một con đường, cực kỳ có tính chất biệt lập, đừng nói yêu tu hỗn huyết mà ngay cả tu sĩ song linh căng cũng rất khó dùng phương thức chính thống đi tu luyện, tiểu hồ không phải không thể tu, chẳng qua nếu nàng lựa chọn tu tiên chính thống thì chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều mài dũa, quan trọng nhất nàng là hỗn huyết, nếu hàng năm cứ áp chế bộ phận yêu kia của bản thân thì thời gian dài có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma cho nên ngu sở quyết định không cho nàng chạm vào tu tiên chính thống mà là trực tiếp tu luyện công pháp tinh thần, ngu sở tự nghĩ ra bộ công pháp này vốn là bởi thuộc tính trong suốt đặc thù của mình. Nhưng trải qua các đồ đệ thực nghiệm thì mọi người đều phát hiện tính bao dung trong công pháp của nàng đặc biệt cường. Bất kỳ thuộc tính trong suốt hoặc là song linh căn đều có thể cất chứa được công pháp tinh thần giống như không khí trong suốt vậy, có thể dung hòa với tất cả sự vật. Buổi tối này, trước tiên ngu sở dạy tiểu hồ đã tọa cùng vận khí như thế nào, tiểu hồ còn rất hứng thú, bắt đầu từ ngày mai còn cần đọc sách. Ngu sở nói, không được lười biếng. Hà sơ lạc gật đầu hứng thú bừng bừng, ngày hôm sau, cốc thu vũ và lục ngôn thanh lấy ra sách giáo khoa đặt nền móng mà mấy năm trước từng học, khi đó bọn họ còn là thiếu niên hà sơ lạc không biết chữ nên cần dạy từ đầu giống như tiểu hài tử vậy vừa mới bắt đầu nàng còn cảm thấy thú vị kết quả là sau một ngày học thì nàng đều dạy ra sáu sư huynh sư tỷ khác đều vây quanh bên người nàng nỗ lực sáu người mang một người nga 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 khúc hạng hướng thiên ca lục ngôn thanh dạy nàng đói 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 ăn con ngỗng nướng to tiểu hồ dạy ra nói nga 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 khúc hạng hướng thiên ca được trích từ bài vịnh nga vịnh ngỗng của lạc tân vương Nga, 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 khúc hạng hướng thiên ca, bạch mau phù lục thủy, hồng trưởng bác thanh ba, dịch, ngỗng, 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 cổ công hướng lên trời mà kêu, bộ lồng trắng nổi lên trên mặt nước xanh biếc, bàn chân hồng đẩy làn nước gợn sóng trong veo, diễn nôm, ngỗng, 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 cổ công hướng lên không, lông trắng trên nước biếc, chân hồng đẩy sóng trong, nguồn ha phúc, từ Nga ở đây có phát âm gần giống với ngạ, đói, nên tiểu hồ mới diễn giải ra vậy cái này lục ngôn thanh kinh sợ nếu người nói ra là thẩm hoài an thì hắn tuyệt đối tin tưởng sư đệ là cố ý nhưng tiểu hồ nhìn xem bộ dáng cả người ngốc nghếch của cô nương này xem hình như thật sự đã đến cực hạn dự trữ tri thức của nàng rồi cái này cũng chưa tính ra gì rốt cuộc nàng còn muốn học viết chữ đọc sách từ sáng sớm đến tối mịt hà sơ lạc đều dạy cả ra chỉ có ăn thịt mới có thể làm nàng đạt được niềm vui sướng ngắn ngủi vào buổi tối khi các thầy trò tụ lại ăn cơm các sư huynh nói đến chuyện khó khăn về việc học của tiểu hồ, ngu sở cũng không biết phải làm sao. Các đồ đệ này của nàng hình như đều hơi. Khoa trương thì phải, không có việc gì, từ từ tới, ngày còn dài mà. Nàng nói, ngu sở nói lời này với ý ban đầu là an ủi tiểu đồ đệ không cần quá sốt ruột. Kết quả là khi Hà Sơ Lạc vừa nghe đến ngu sở nói như vậy tức khắc mắt tối sầm lại, như bị phán tù chung thân vậy, thực ra để nàng tu luyện cũng không có vấn đề gì, nhưng đọc sách quá buồn tẻ, cảm giác giống như đang niệm chú, sợ tiểu hồ sinh ra tâm lý phiền chán với học tập nên mọi người quyết định tạm thời hạ thấp lượng học của nàng lại. Lý Thanh Thành nghĩ ra một chiêu, thịt tiêu dực nướng ăn ngon nhất, mọi người đều thích chứ chưa nói đến hà sơ lạc vốn thèm thịt, các sư huynh lập dây chuyền sản xuất, tiêu dực ở phía sau nướng thịt, thẩm hoài an ở bên trong thái thịt, mà ở đằng trước. Lý Thanh Thành kéo hai cái ghế lại đây ngồi đối mặt với nàng, tới này, chúng ta đọc thơ nào. Lý Thanh Thành cầm cái mâm dụ hoặc, đọc được một câu được ăn một miếng, tất cả đều đọc được hết thì cả mâm thịt nướng này cho sư muội ăn. Đôi Mắt của Hà Sơ lạc thẳng tắp dưới sức hút của thịt nướng, nàng bộc phát ra tiềm lực vô hạn, cuối cùng đọc được bài thơ đầu tiên trong cuộc đời hồ yêu của nàng một cách trắc trở, nhìn tiểu hồ ông mâm ăn thịt vui vẻ. Lục Ngôn Khanh và Cốc Thu Vũ đang vây xem không khỏi có vẻ muốn nói lại thôi, bọn họ đều hiểu đạo lý, cũng không biết có phải ảo giác hay không mà cảnh tượng này thế nào cũng thấy hơi giống đang huấn luyện quyển vậy ngày mai chúng ta muốn ôn tập mệnh lệnh khụ huynh là nói thơ ca hôm nay thôi lý thanh thành tuyên bố rất tốt chính tại đây hắn dùng phương thức huấn luyện quyển để dạy sư muội lý thanh thành có phải sư đệ ngứa da rồi hay không ngữ điệu của cốc thu vũ đầy vẻ nguy hiểm lý thanh thành vừa quay đầu lại thì nhìn thấy sắc mặt của cốc thu vũ giúp về không nờ dê cầu sinh của hắn lập tức mạnh mẽ lên liên tục xua tay, sư tỷ đệ sai rồi, nhưng hữu dụng là được mà, có phải hay không? Hắn lại tiến lại gần bên người Hà Sơ Lạc và đụng vào nàng, để nàng đọc lại bài thơ lúc nãy một lần, tiểu hồ vừa ăn vừa đọc, đọc trôi chảy hơn nhiều so với vừa rồi, nhìn thấy biện pháp này hữu hiệu thì cốc thu vũ và lục ngôn thanh vốn cảm thấy không thỏa đáng cũng không thể nói thêm gì, buổi tối cốc thu vũ ra sau núi tìm ngu sở rồi biểu môi kể lại chuyện vừa rồi, sau khi ngu sở nghe xong thì thấy buồn cười mà xoa đầu nàng, có hiệu quả là được. Nàng nói, thực ra mỗi khi ta dẫn dắt bọn hắn cũng cảm thấy chính mình đang ở huấn luyện khuyển, cũng thế cũng thế. Loại Tồn tại là nam hài này đại khái khi bị quan quật sẽ cứng cáp hơn nữ hài một chút, ngu sở đều là vừa đánh roi uy hiếp vừa cho quả táo ngọt có đôi khi ngẫm lại trước đây khi huấn luyện bọn họ nàng thật sự cảm thấy bản thân càng giống người thuần thú hơn, nghe thấy sư Tôn nói như vậy nên trong lòng Tiểu Cốc cũng dễ chịu hơn một ít, tâm tư của nữ hài tỉ mỹ, Lục Ngôn Khanh cũng rất mẫn cảm cho nên hai người đều cảm thấy dùng loại phương thức huấn luyện quyển để dạy Dỗ Tiểu Hồ có phải không tốt lắm. Hay không, rốt cuộc thì Tiểu Hồ bị người coi như động vật mà cầm tù tử nhỏ đến lớn hồ ly và chó cũng đều là động vật cho nên khi bọn họ nhìn thấy cách làm của lý thanh thanh mới cảm thấy trong lòng không thoải mái nhưng ngu sở lại có ý nghĩ khác đối với hài tử thì cần tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tiểu hồ chính là có cá tính tham ăn như vậy lấy đồ ăn khuyên bảo dỗ dành nàng đúng thật là biện pháp tốt hơn nữa dựa theo ánh mắt mà xem thì quá khứ của tiểu hồ đúng thật là cực kỳ thương cảm nhưng chính nàng không hề biết điều đó nếu ở phương diện này bọn họ quá cẩn thận coi thân phận hồ yêu của nàng như là một đề tài không thể đề cập tới thì ngược lại rất có thể sẽ làm nàng cảm thấy chính mình là hồ yêu mà không phải cùng một loại người với bọn họ. Nhưng nếu như ầm ỉ chẳng phân biệt người ta như vậy, dùng phương thức thiện ý đối đãi nàng mà không thèm để ý nàng là người hay là hồ thì có lẽ sẽ làm hà sơ lạc không tồn tại bóng ma. Ngược lại càng khiến nàng trưởng thành lên, chờ đến khi tương lai tuổi tâm lý của nàng trưởng thành quay đầu nhìn lại ký ức 18 năm nhà giam lạnh băng khi còn nhỏ cũng đã sớm được sự che chở và vui đùa của các sư huynh sư tỷ che lấp không còn rõ nữa, cốc thu vũ trò chuyện với ngu sở xong thì lập tức tâm tình cũng khá hơn nhiều, thời điểm trở về, ngu sở có dặn dò, nói với sư huynh của con một chút là buổi sáng ngày mai ta muốn bế quan, cơm sáng không cần gọi ta, các con cứ tu luyện bình thường, đừng rời khỏi kết giới là được. Tuy Cốc Thu Vũ có hai sư huynh là Thẩm Hoài An và Lục Ngôn Khanh nhưng khi ngu sở nói sư huynh thì hai thầy trò đều cam chịu là nói đến Lục Ngôn Khanh, con đã biết ạ, à, sư tôn. Cốc Thu Vũ cười đáp, trên thực tế, mỗi một lần ngu sở, bế quan, một thời gian ngắn thì luôn có quan hệ với hệ thống, trước đây là hệ thống bên kia chậm rãi thay đổi tu vi của mình ở thế giới khác, mà ngày mai là ngày mà nàng đã thỏa thuận với hệ thống, không sai, sau khi cách gần 11 năm rốt cuộc thì hệ thống chó chết này không còn giả chết nữa ngu sở và hệ thống đã nói với nhau hệ thống tỏ vẻ đồng ý giúp đỡ nàng đưa nàng trở lại phòng trắng cũng chính là địa phương mà xuyên thư luân hồi giả chấp hành huấn luyện một mình nàng không có khả năng dạy dỗ đồ đệ những cái mình không biết cho nên nàng phải về lại không gian này tăng lên kinh nghiệm từ hệ thống bắt chước ra một không gian huấn luyện giả thiết mà ở trong không gian đó ngu sở sẽ trở thành một hồ yêu hỗn huyết từ cơ sở là con số không bắt đầu tu luyện công pháp tinh thần, chờ đến sau khi ngu sở tu luyện từ đầu tới cuối rồi trở lại thế giới hiện thực thì ở bên ngoài có khả năng còn chưa qua buổi sáng, trong không gian này không có thời gian lưu động nhưng không có cảm giác khái niệm về thời gian hơn cả mấy trăm năm hơn một ngàn năm. Đối với người thường tới nói thì loại cảm giác này có thể là khổ hình nhưng ngu sở chỉ cảm thấy đó là chuyện thường ngày, sáng sớm hôm sau, khi các đồ đệ ngồi ăn sáng với nhau còn đang nói tới chuyện này sư phụ của bọn họ lợi hại như vậy nhưng cũng không có khả năng sẽ dạy yêu tu chứ rốt cuộc đây đã không phải là vấn đề bất đồng phương hướng nữa mà là bất đồng cả về chủng tộc a à, kết quả lúc giữa trưa ngu sở xuất hiện sơ lạc bắt đầu từ ngày mai ta sẽ chính thức dạy con tu luyện nàng thông báo vừa nghe đến lời này thì các đồ đệ khác sợ đến ngay người sư tôn người người thật sự biết dạy yêu tu sao ạ à? thẩm hoài an không thể tin nổi hỏi đúng là ta lượt hiểu một chút. Ngu sở bình tĩnh trả lời, editor Thiên Châu Vũ Nhiên có lời muốn nói, hiện giờ mình đã có thể đăng theo lịch đều đặn rồi, mấy hôm mình bận quá không có thời gian nên mong cả nhà thông cảm cho mình nha. Chương 117, chương 117 Ở trong hệ thống đó, ngu sở đổi mới được rất nhiều thứ, còn thuận tiện học thêm phương pháp sử dụng, tinh thần thư, quyển tinh thần thư này là trước kia khi thu lý thanh thành làm đồ đệ thì hệ thống có cho nàng, nói thật bản lĩnh xem vận mệnh trắc sinh tử của lý gia là một loại thần thông có thể gặp được nhưng chưa chắc đã cầu được về phương diện này thì trưởng bối lý gia mới là giáo viên tốt nhất của hắn chứ thực ra ngu sở không dạy được cái gì nhưng chỉ có một chút đáng tiếc đó là lý gia có thần thông đi chẳng nữa thì cũng chỉ là phàm nhân chưa tu tiên có lẽ năng lực của lý thanh thành có thể kết hợp được với tu vi của hắn một cách kín đáo hơn loại năng lực trời sinh đó làm ngu sở rất khó đi dạy hắn trong hiện thực bởi vì chính nàng không có thiên phú ở phương diện này nhưng trong phòng trắng ở hệ thống thì không có hạn chế gì đây vốn dĩ chính là không gian phía trên của vô số thế giới vị diện dùng để người chấp hành học được những năng lực vượt qua cực hạn bản thân của bọn họ. Khi ngu sở đang tu luyện công pháp yêu tu của mình thì có vào lại nền tảng thiên phú thần toán tử một lần nữa và đã học tinh thần thư này một chút. Sau khi nàng trở lại hiện thực, cho dù không phải hồ yêu, không có biện pháp vận dụng yêu lực, cũng không có thiên phú về phương diện quẻ tương này, nhưng nàng đã từng học nên có thể lấy phương thức dùng miệng thuật lại để dạy chẳng qua trong khoảng thời gian này ngu sở vội vàng muốn đặt nền móng cho tiểu hồ nên trước tiên đưa cổ văn tinh thần thư kết hợp giữa tu tiên và bói toán cho lý thanh thành sư tôn đây là trước kia ta trùng hợp được một quyển bí tịch cổ văn một cách ngẫu nhiên ngu sở đáp mấy tháng này ta bận về chuyện sư muội của con nếu con có lòng thì tự mình đi xem vâng sư tôn lý thanh thành đáp ứng xong sau đó lại thò đầu qua cười hì hì sao chỉ cho một mình con ạ à? sư tôn đây có tính là người tạo đãi ngộ cao cho con không ạ à? ngu sở dùng ngón tay chỉ chỉ vào lý thanh thành nàng nhướng mày không được lười biếng sư tôn con biết rồi ạ à, con sẽ xem thật kỹ lý thanh thành cam đoan thực ra nàng cũng có ý không nói cho lý thanh thành quyển sách này là gì nếu gia hỏa này thật sự có thể thành thật đi mở từ điển điển cố để phiên dịch quyển cổ văn này thì hắn sẽ bị khiếp sợ không thôi như đạt được chí bảo vậy nói không chừng mai kia sẽ kích động chạy tới tìm nàng nếu lý thanh thành không có phản ứng gì mà vẫn luôn chờ ngu sở đi hỏi hắn như vậy nhất định là hắn đã lười biếng ngoài miệng đáp ứng nhưng thực ra căn bản không chịu lật dở quyển sách này ngu sở vẫn luôn cho rằng tất cả đệ tử của nàng bao gồm cả lý thanh thành ngoài miệng mỗi ngày ồn ào cơ mệt đều là hài tử ngoan rất nghe lời và không lừa gạt người nếu lý thanh thành ngoan ngoãn đọc sách thì đây là cho hắn niềm vui sướng nếu hắn thật sự lén lười biến. Hừ hừ, thế thì hắn xong rồi, bên này, Lý Thanh Thành mới ở thư phòng mở sách ra thì liền cảm thấy sau gáy mình có gió lạnh thổi qua rồi không hiểu sao lại rùng mình một cái, nếu là đồ đệ khác thì có khả năng chỉ gãi gãi đầu rồi thôi, còn Lý Thanh Thành mới không phải thế, hắn là người rất tiết mệnh. Sợ có dự cảm không tốt gì bèn lập tức tự sắp một quẻ cho mình, lục ngôn khanh và thẩm hoài an tiến vào tìm sách thì thấy một màn như vậy, sư đệ đang làm cái gì thế? Lục Ngôn Thanh kỳ quái hỏi, sư huynh, để quyết định một tháng tới sẽ không xuống núi. Lý Thanh Thành dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, một đoạn thời gian tới đệ không nên ra cửa mà nên lao mình dưỡng tính ở nhà đọc sách. Ngày Thường Lý Thanh Thành hay thích lãi nhải, Lục Ngôn Thanh và Thẩm Hoài An tập mãi cũng quen, hai người họ lấy sách xong, lục ngôn khanh tới gần vỗ vỗ bả vai của lý thanh thành tỏ vẻ đang cổ vũ thẩm hoài an cảm thấy bộ dáng nghiêm trang của lý thanh thành thật sự hơi buồn cười lại đáng yêu liền cuộn quyển sách lại thành ống rồi gõ lên đầu hắn vài cái lục ngôn khanh ngăn lại hành vi ức hiếp sư đệ của thẩm hoài an túm người đưa ra ngoài lý thanh thành sờ đầu của mình hắn nghiêm túc dùng lực chú ý trả giá gấp trăm lần so với ngày thường đi phiên dịch sách cổ sau khi xem xong được một đoạn thì hắn cảm thấy mơ hồ có chỗ nào đó không được thích hợp chờ đến khi xem xong được nửa trang thì lý thanh thành kích động đứng lên sách này là bảo bối rồi là đại bảo bối ấy chứ nếu để cha ta biết thì chắc cầm sách này mang về nhà cung phụng mỗi ngày dập đầu ba cái mất lý thanh thành vui vẻ không thôi mà giơ sách lên ở đế thành xa xôi Lý Quang Viễn đang uống trà thì bỗng dưng cảm thấy lỗ tai nóng lên, có phải nhảy ranh kia lại thì thầm nói bậy ta hay không? Lý Phụ lẩm bẩm vẻ hoài nghi, trong thư phòng của tinh thần cung, Lý Thanh Thành đang kích động vất vả lắm mới bình tĩnh được một chút, cũng lập tức hiểu rõ dụng ý của ngu sở, sư phụ thật tốt. Lý Thanh Thành ngồi ở sau bàn mỹ mãn nhìn quyển sách này và lẩm bẩm, nhưng cũng xảo quyệt thật, không hổ là sư phụ của ta. Cùng ngày, ngu sở dạy một khóa cơ sở cho hà sơ lạc vào buổi trưa khi nàng mang theo nữ hài đi sau núi thì nhìn thấy lý thanh thành đang lắc lư ở trước chính điện sư tôn lý thanh thành ngẩng đầu lập tức biểu cảm được thể hiện đầy đủ dùng vẻ mặt cảm động không thôi đi lên đón ngu sở liền biết tiểu tử này không chỉ không lười biếng mà hơn nữa trước tiên đã phát hiện ra ý đồ của nàng nói chuyện đứng đắn nàng nâng mi nói sư tôn lý thanh thành cười hì hì hắn gãi đầu của mình và hỏi quyển sách này thật sự cho con sao ạ à? con đứng ở đây đã nói lên con có đọc vậy con nói xem có phải ta cho con hay không ngu sở cười như không cười hỏi lại sư tôn người thật quá tốt người là sư phụ tốt nhất mà con đã từng thấy đấy lý thanh thành khích lệ khi hắn khen người thì nịnh nọt đâu ra đấy đến khi muốn nói thật thì thanh niên này lại không nói được nên lời lý thanh thành do dự mất một lúc mới hỏi như đang vui đùa sư tôn không làm người quá sức chứ ạ à? Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra độ trân quý của tinh thần thư này, rất sợ ngu sở vì cái này mà mất công, tuy rằng ngày thường Lý Thanh Thành hay hi hi ha ha nhưng thực ra trong thâm tâm lại là người đặt nặng cảm tình, nặng tình cảm với trưởng bối Đồng Liêu, hơn nữa lại là người không thích lộ ra cảm xúc mặt trái của bản thân, ngu sở duỗi tay sờ đầu hắn rồi nói: "Trong khoảng thời gian này con tự mình mày mò trước đã, chờ khi nào cơ sở của tiểu hồ ổn định thì con tới tìm ta học sau." Quả nhưng là Lý Thanh Thành lập tức rút lại ý thẹn thùng mới xuất hiện trong nháy mắt kia, hắn ôm sách cùng đi theo, sư tôn, con sẽ xem thật kỹ, người chuyên tâm với chuyện của sư muội là được ạ. À. Lý Thanh Thành lại nhìn Hà Sơ Lạc, hắn cười cười, Hà Sơ Lạc, sư huynh, Hà Sơ Lạc ngoan ngoãn đáp, nàng cũng không biết vì sao Lý Thanh Thành rất thích nghe nàng gọi sư huynh, Thẩm Hoài An còn nói hắn ấu trĩ, thực ra đây là cảnh tượng có thể gặp nhưng chưa chắc cầu được của kẻ đã từng là em út lý thanh thành làm tiểu sư để đã hơn 2 năm đương nhiên hắn rất vui vẻ khi nghe tiểu hồ gọi mình là sư huynh rồi nghe được tiểu sư muội gọi mình là sư ca hôm nay lại được đến một quyển sách tuyệt đỉnh tốt khiến lý thanh thành vui sướng đến mức sắp lân lân vốn dĩ hắn đi về phía trước vài bước chạy đi thì bỗng nhiên nghĩ tới cái gì mới quay đầu lại nhìn ngu sở sư tôn con có thể khoe khoang với các sư huynh được chứ ạ à? Hắn hỏi, ngu sở gật đầu đồng ý với ý đồ của hắn, Lý Thanh Thành hoang hô một tiếng rồi dơ sách cổ lên đi tìm các sư huynh, Hà Sơ Lạc không hiểu gì nhưng cũng muốn tò mò đi theo phía sau giống như thú con vậy, nhảy nhót cùng chạy với Lý Thanh Thành, chờ đến khi ngu sở đến gần thì các đồ đệ đã cãi cọ ầm ĩ thành một đoàn, tinh tực thừa thải đến muốn mạng, giống như một đám hài tử bình thường vậy. Ai có thể nghĩ đến nhóm quỷ ấu trĩ này ở bên ngoài uy danh đã dần dần cuộc khởi bởi vì bọn họ đều tham dự vào việc đế thành ở bên ngoài đều nhân mô nhân dạng nên có không ít các đệ tử giữa các môn phái đã bắt đầu tung tin vịt là trình độ năm đệ tử của tinh thần cung đều đã đạt tất nguyên anh kỳ cho nên chỉ nhìn thôi cũng lộ bá khí ra ngoài nhưng thực ra chỉ đơn thuần là lớn tên tuấn tú có khí tràn mạnh mà thôi lục ngôn thanh bình đạm thông dông cao xa thẩm hoài an thâm trầm lạnh lùng ngạo nghễ tiêu dực lạnh băng ít nói lý thanh thành thần cơ diệu toán và cốc thu vũ xinh đẹp động lòng người bọn họ càng lớn khí chất càng tốt không cần động thủ với người khác mà người khác chỉ nhìn mặt đã cảm thấy ít nhất bọn họ cũng đến kim đan viên mãn kỳ mấy người họ đứng chung một chỗ thì người đứng đối diện đừng nói đến động thủ mà chỉ dùng ánh mắt đầu tiên xem qua đã thấy giống như đụng phải một bức tường vô pháp chiến thắng vậy ngay cả xem ngoại hình và khí chất của bọn họ cũng cảm thấy mình không thắng nổi tinh thần cung lại là môn phái thường ngày ẩn nấp thần bí chỉ có thời khắc mấu chốt mới ra tới tạo danh tiếng dẫn đến việc tu tiên giới tung tin việc về tinh thần cung càng ngày càng khoa trương, nhưng nhìn đi nhìn lại việc bọn họ ấu trĩ lén lút ầm ỉ với nhau. Quả thực chính là trường hợp điển hình tốt nhất ở bên ngoài là nhân trong long phượng. Còn ở nhà là một bầy hắc xi, si, bất luận ngoại giới lên kịch bản như thế nào thì sáu đồ đệ tinh thần cung của nàng đều được ngu sở kéo thành Phật hệ đến nơi đến chốn mặc kệ những lời nói bay khắp nơi, bọn họ đều ở trong môn phái dốc lòng tu luyện, Hà Sơ Lạc mới đầu không thích ứng được cuộc sống học tập cũng chậm rãi thay đổi, rốt cuộc thì tâm tư của nàng không khác gì mấy so với Tiểu hài tử. Sư phụ và các sư huynh sư tỷ cầm sách xem thì chẳng sợ nàng cảm thấy không chơi vui nhưng mỗi ngày mưa dầm. Thấm đất, Hà Sơ Lạc cũng có thể ngồi yên được, ngu sở tự mình thể nghiệm tu luyện như thế nào nên khi bắt đầu dạy cho Tiểu Hồ cũng cực kỳ thuận buồm xuôi gió, Tiểu Hồ tiếp nhận công pháp tinh thần cực kỳ tốt đẹp, 3 tháng sau đến khi tiểu hồ đã học xong các loại đặt nền móng thì ngu sở bắt đầu vừa quan sát nàng vừa dạy lý thanh thành lý thanh thành thật sư vui vẻ rốt cuộc thì đồ đệ nhiều nên ngu sở không có khả năng chuyện chú như mang một kèm một khi mới bắt đầu dạy dỗ lục ngôn thanh hoặc là một kèm hai chỉ dẫn hắn và thẩm hoài an tinh lực của nàng cần chia cho mỗi đồ đệ có đôi khi lý thanh thành còn nghĩ hắn làm theo lời tiên đoán của gia gia quá muộn nếu hắn sớm tới mấy năm ở độ tuổi không khác biệt mấy so với Đại sư huynh và nhị sư huynh gặp được sư phụ thì có lẽ cảm tình còn có thể sâu đậm hơn hiện tại, tuy rằng nói như thế có hơi ấu trĩ, rốt cuộc thì Lý Thanh Thành cũng đã 20 mà còn có cảm giác như tiểu hài tử bị đoạt đường ăn cũng quá làm người ngượng ngùng, nhưng sư phụ quan tâm hắn nhiều hơn đúng là làm hắn thấy vui vẻ, nhưng vận mệnh sao, chính là về việc này, có mất tất có đến. Hắn ở nhà làm bạn với phụ mẫu nãi nãi thêm mấy năm thì nhận thức sư phụ bất ngờ ấy năm sớm đi ra mấy năm thì lại mất liên hệ với người nhà từng ấy năm vậy nên thực ra không có gì khác nhau mấy ngày nay có thể tâm tình tốt của lý thanh thành quá rõ ràng lục ngôn thanh thấy được bèn cười nói tâm tình vui vẻ như vậy là đã chuẩn bị tốt cho tiên môn đại hội mấy tháng sau rồi sao đang vô cùng vui vẻ thì chỉ nháy mắt lý thanh thành thu lại nụ cười tươi đúng vậy còn cả tiên môn đại hội nữa sao hắn lại quên bén mất chuyện này vậy sao sư đệ lại khiếp sợ như vậy lục ngôn khanh cũng bị sắc mặt biến đổi của hắn làm ngẩn ra không phải là sư tôn đưa cho sư đệ bí tịch phòng thân rồi sao sư huynh đệ không muốn đi tiên môn đại hội đâu lý thanh thành dùng vẻ mặt đau khổ nói từ nhỏ đến lớn đệ phiền loại trường hợp biểu diễn tiết mục này nhất đấy thật sự là đệ không thích triển làm bản thân trước mặt người khác một chút nào lục ngôn khanh vừa muốn mở miệng an ủi thì ngu sở đã bước tới các con đang nói chuyện gì vậy ngu sở hỏi chúng con đang nói đến chuyện Tiên môn đại hội à? Lập tức Lý Thanh Thành thay đổi biểu cảm, hắn thành khẩn và khát vọng nói, Tiên môn đại hội là cơ hội chứng minh bản thân một lần, càng là cơ hội kiểm nghiệm thành quả mấy năm nay, con đã gấp không chờ nổi đi tham gia Tiên môn đại hội rồi ạ. À. Chương 118, chương 118. Bất luận Lý Thanh Thành có nguyện ý hay không thì 8 tháng sau Tiên môn đại hội vẫn bắt đầu, trong khoảng thời gian này, việc học bù của Hà Sơ Lạc cũng mới có hiệu quả. Mỗi ngày ở bên nhau với các sư huynh sư tỷ, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được nàng hoạt bát hơn không ít, mới ban đầu, một khi Hà Sơ lạc hoạt bát lên sẽ không tự chủ phát ra năng lực mị hoặc của mình, vẫn là ngu sở học yêu tu chấp vá dạy nàng khống chế năng lực của mình như thế nào, không để sự vui sướng và năng lực phát huy làm lung tung lộn xộn, nhoáng lên đã qua hơn nửa năm, tiên môn đại hội đã ở trước mắt, lần này thanh thành đi, còn lần sau tiểu hồ đi. Ngu sở nói sáu năm sau nhất định tiểu hồ sẽ nhất minh kinh nhân mọi người tinh thần cung tụ ở bên nhau ăn cơm nghe ngu sở nói chuyện sư tôn không biết thân phận của tiểu hồ có thể bị những người khác bài xích hay không lục ngôn khanh hơi do dự cho dù hà sơ lạc đồng thời có được hai loại thể chất nhưng công pháp tinh thần của ngu sở có tính bao dung nên không cần tách hai loại lực lượng đó ra nói cách khác hiện giờ yêu khí và chân khí của hà sơ lạc trộn lẫn với nhau tạo thành nhất thể Tuy hai mà một đi tu luyện công pháp tinh thần, lực lượng hỗn hợp như vậy là chuyện tốt với Hà Sơ Lạc, nhưng những người khác cũng sẽ rất dễ dàng phát hiện ra yêu khí quanh thân nàng. Cái lục ngôn Khanh lo lắng cũng là cái mà các sư huynh sư tỷ khác lo lắng, thế nên bọn họ đều nhìn ngu sở, chỉ có Tiểu Hồ là không quá hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chính là việc của mình nhưng nàng lại giống như người ngồi ở bên cạnh ăn dưa xem náo nhiệt vậy, cứ việc các đồ đệ tinh thần cung sẽ không cảm thấy Hà Sơ Lạc có huyết thống yêu tộc như thế nào nhưng với bên ngoài thì không phải như vậy, người tu tiên chính thống căm thù ma tu và coi kinh yêu tu, Hà Sơ Lạc muốn không bị phản cảm và kỳ thị ở tu tiên giới thì con đường phải đi có khả năng sẽ bị những người khác gây khó dễ. Nhưng ngu sở cảm thấy đây không được tính là cái vấn đề gì, còn có thời. Giang 6 năm nữa ngu sở nhàn nhạt nói, với 6 năm đó chẳng lẽ các con cảm thấy chính mình vẫn luôn dừng bước tại đây sao? Hay là nói tiểu hồ sẽ không tiến bộ? Cái này, các đồ đệ nhìn nhau, trong nhất thời không rõ ngụ ý của ngu sở, những người khác có bài xích hay không thì không liên quan tới chúng ta, không có tiểu hồ thì chẳng lẽ bọn họ không bài xích chúng ta sao? Ngu sở nói, không cần phải xen vào việc những người khác đối đãi thế nào mà việc chúng ta phải làm chỉ có một, đó là cường đại. Nàng nhìn về phía các đồ đệ, nếu mỗi người các con đều rất cường đại thì tinh thần cung sẽ càng cường đại. Nàng nhàn nhạt phân tích, nếu các con có chí khí thì chăm chỉ tu luyện tiến bộ vào, cường đại đến mức ở chỗ này lập dị cũng không có người dám lắm miệng thì còn sợ tiểu hồ bị người kỳ thị sao. Ngu! Sở luân hồi nhiều năm như vậy làm nàng chỉ sáng tỏ một việc, có khi thấp hèn đi dung nhập còn không bằng tự mình cường đại, để những điều người khác không dám lắm miệng nói trắng ra đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé nếu thu bọn họ làm đồ đệ thì ngu sở tất sẽ không để bất kỳ một ai phải thiệt thòi nàng tuyệt đối sẽ không giấu giếm hà sơ lạc đi thân là hồ yêu hỗn huyết không phải là việc mất mặt gì việc ngu sở phải làm chỉ có một là trở thành hậu thuẫn của nàng để những người tu tiên khác không dám nói không không dám kỳ thị nếu tinh thần cung cường đại hơn trăm ngàn năm sau nói không chừng những tiểu bối đó cũng muốn tôn xưng hà sơ lạc một câu hồ tiên đại nhân nghe xong ngu sở nói các đồ đệ nhìn xem lẫn nhau nội tâm đều dâng lên cảm xúc khác thường sư tôn chúng con sẽ nỗ lực ạ à. lục ngôn thanh trầm giọng ngu sở nhìn về phía các đồ đệ ánh mắt mỗi người đều rất kiên định khiến nàng không khỏi vui mừng các con đều làm tốt lắm ngu sở khích lệ sau bữa sáng lý thanh thành thần thần bí bí đi theo sau ngu sở ngu sở nhìn về phía hắn con có chuyện muốn nói với ta sư tôn chính là con muốn xác định với người một chút lý thanh thành nói hiện tại môn phái của chúng ta không giấu mũi nhọn sao ạ à? không ẩn giấu ngu sở nhàn nhạt nói các con cũng đều lớn rồi giấu cũng không giấu được vậy vậy lần tiên môn đại hội chi lữ này đệ tử cần lấy được hạng nhất ạ à? lý thanh thành gãi đầu ngu sở nhìn về phía hắn rồi cười như không cười như thế nào nghe ý tứ này là con cảm thấy danh hiệu đệ nhất lần tiên môn đại hội đã là vật trong tay của con đây không phải là do sư phụ dạy dỗ tốt sao lý thanh thành cười hì hì người cực cực khổ khổ dạy dỗ chúng con như thế nếu ngay cả tự tin này cũng không có thì đi ra ngoài cũng đừng nói là đồ đệ của người rồi nếu những lời này của lý thanh thành đặt ở môn phái khác thì nghe thật cuồng vọng ngu sở lại vỗ vỗ đầu hài tử ngoan nàng dạy dỗ những người trẻ tuổi này cũng đủ khiêm tốn có lễ, bọn họ có thể có mũi nhọn của chính mình thì không đến mức để ngu sở lo lắng bọn họ đi ra ngoài bị người bắt nạt, không biết trong 6 năm này những sư phụ các môn phái khác có thu được môn sinh đắc ý hay không. Dù sao ngu sở cực kỳ tin tưởng vào năng lực hiện giờ của Lý Thanh Thành, thời gian lướt qua như trong giây lát, một tháng sau tiên môn đại hội chính thức bắt đầu. Một nhà bảy thầy trò tinh thần cung sẵn sàng đi tới nơi tổ chức đại hội tuy rằng tiên môn đại hội không long trọng như tiên tông đại bỉ, chỉ giới hạn trong các môn phái tu tiên mà thôi nhưng mỗi môn phái có thể phái nhiều nhất là bốn người, thêm lên vẫn cần so đấu trên dưới 2-3 ngày, tính thêm lần bí cảnh thí luyện thì lúc này đây là lần thứ ba tinh thần cung xuất hiện trước mặt mọi người, chẳng qua lúc ấy không có người nhận thức được trạng huống của tinh thần cung, cảnh tượng lần lộ diện này của bọn họ đã hoàn toàn khác hẳn. Vừa mới tới nơi tổ chức đại hội tinh thần cung lập tức trở thành trung tâm của mọi tầm mắt, trường hợp ngu sở mang sáu đồ đệ đến thật sự là quá đồ sộ, tinh thần cung giống như mang theo vần sáng lên sân khấu, những người khác tùy tiện nhìn hướng về nơi bọn họ thì như bị giá trị nhan sắc của bọn họ làm ngất xỉu vậy, hơn nữa sự việc đế thành trước đó đã sớm truyền lưu trong tu tiên giới nên ánh mắt của mọi người càng mang theo sự kính sợ và dò xét. Trước có bốn người lục ngôn thanh nổi danh trong lần tiên tông đại bỉ, sau có tinh thần cung bọn họ và võ trưởng môn tiêu diệt ma tu ở đế thành, trong mấy năm nay, tinh thần cung trong mắt người khác đã biến thành môn phái thần ẩn cực kỳ cường đại không biết tự bao giờ, trước khi tới tham gia tiên tông đại bỉ thì tinh thần cung còn bị phân tới khu vực nghỉ ngơi bình thường, nhưng lúc này đây bọn họ vừa đến thì đệ tử tu tiên phái đang chờ bên kia đã tới nghênh đón, ngu trưởng môn, mời sang bên này. Bọn Họ trực tiếp được nên tới khu vực nghỉ ngơi của thập đại môn phái, hưởng dụng cùng một địa vị với thập đại môn phái, dĩ vãng ở tiên môn đại hội là đại đồ đệ lớn tuổi hơn một chút mang theo tiểu đồ đệ tới tham gia. Kết quả là khi ngu sở đi theo vào khu vực nghỉ ngơi của thập đại môn phái này thì nhìn thấy trưởng môn trưởng lão của các môn phái đang nói chuyện phím. Những người này đoán được tinh thần cung sẽ tham gia cho nên không hẹn mà cùng đến hiện trường để nhìn đồ đệ mới thu được trước đó. Như thế nào, ngu trưởng môn, đã lâu không thấy có một số trưởng môn bất động ngồi tại chỗ có một số người lại đây chào hỏi trong đó không thiếu người đã từng lạnh mặt với nàng hiện giờ nhận thấy được thực lực của ngu sở và tinh thần cung cùng mối quan hệ hữu hảo giữa võ hoành vĩ và tinh thần cung làm nhóm người phụ trách của các đại môn phái bắt đầu chuyển biến thái độ bọn họ khách khí nên ngu sở cũng không ngại tán dốc vài câu với bọn họ những sư phụ đến gần này có một số là thật sự muốn hòa hoãn quan hệ với nàng cũng có một số người có ý đồ khác trong lời nói có dấu đao ngu trưởng môn hai tiểu bối này đều là đồ đệ ngươi phái ra lần này sao trưởng lão của vô định môn hỏi trước đó bọn họ đã biết đến lý thanh thành nhưng cô nương xinh đẹp quyến rũ phía sau ngu sở này đúng là chưa thấy qua đặc biệt là hơi thở trên người nàng cũng không phải là năng lượng đơn thuần trên người tu tiên ngu trưởng môn nữ đồ đệ này của ngươi trong đó có một trưởng lão đang vuốt râu ông ta vừa mới mở miệng thì lại dừng, ngu sở ngước mắt liếc nhìn chầm chầm vào ông ta một cách lãnh đạm, chỉ cần cái liếc mắt này thôi đã làm lông tơ phía sau lưng trưởng lão dựng đứng lên trong nháy mắt, phản phất như bị sự nguy hiểm lạnh băng đến tận xương bao phủ lấy, cũng làm ông ta nuốt lại lời nói còn thiếu của mình, lưu trưởng lão làm sao vậy, Ngu sở nhàn nhạt hỏi, Lưu trưởng lão lắc lắc đầu theo bản năng, mấy người khác dường như cũng phát hiện ra vấn đề nhưng thấy Lưu trưởng lão muốn nói lại thôi nên bọn họ cũng không nói gì thêm, lúc này giọng nói của võ hoành vĩ truyền đến, ngu trưởng môn, ngươi tới rồi sao? Lúc này ngu sở mới thu hồi ánh mắt trên người Lưu trưởng lão, nàng nhìn về phía võ hoành vĩ đang nên đón từ chính diện rồi cong khóe miệng lên bình thản đáp, võ trưởng môn, đã lâu không thấy. Thời gian của người tu tiên trôi quá nhanh quá, lần từ biệt trước lại một năm nữa không gặp võ hoành vĩ cười nói ánh mắt của ông ấy chuyển sang các đồ đệ phía sau ngu sở rồi dừng lại trên người hà sơ lạc một lát mới nói đã lâu không thấy các đồ đệ của ngươi rồi tới nào tiến vào nói chuyện thôi nhìn mọi người tinh thần cung đi vào đại điện với võ hoành vĩ thì những trưởng môn khác mới thu lại ánh mắt lưu trưởng lão ngươi bị làm sao vậy sao có dáng vẻ tâm trí không yên thế có trưởng môn hỏi, lưu trưởng lão vừa mới bị cái liếc mắt của ngu sở làm kinh sợ, lúc này mới hoàn hồn bừng tỉnh, trâu của ông ta giật giật rồi cười cười xấu hổ, không có việc gì. Rõ ràng là ngươi cũng nhìn ra tên đồ đệ mới thu kia của ngu sở có vấn đề cơ mà, mới vừa rồi sao không nói. Những người khác lên án, tinh thần cung thu đồ đệ thì liên quan gì đến ta? Lưu trưởng lão nhàn nhạt nói, ta lớn tuổi rồi không muốn quản việc nhàn rỗi bực này nếu các ngươi để ý thì các ngươi tự mình đi hỏi lấy mọi người đều là cáo già đạo hạnh mấy trăm năm thấy sắc mặt của ông ta liền biết lưu trưởng lão giấu giếm chuyện gì mà chưa nói nhưng ông ta không mở miệng thì người khác cũng không có biện pháp nói cái gì nên đành phải hậm hực dời đề tài ngoài mặt thì lưu trưởng lão tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra trong nội tâm lại khiếp sợ không thôi chỉ có một chút lý trí cuối cùng làm ông ta duy trì được thần sắc bình thường Hiện giờ theo tu luyện giả chính thống thì cấp bậc tối cao là đại thừa kỳ, cũng cách phi thăng một bước xa. Tiếp theo đó là hợp thể kỳ, hiện giờ lưu trưởng lão đã đến hợp thể kỳ sơ giai đã được xem như là đại năng, nhưng cái liếc mắt kia của ngu sở làm ông ta chấn động đến run rẩy không thôi. Điều này chứng minh ít nhất ngu sở là hợp thể viên mãn kỳ, thậm chí cũng có thể đã đến đại thừa kỳ. Ngu sở còn trẻ tuổi sao có thể đạt được tu vi như thế? Lưu trưởng lão chấn động không thôi trong nhất thời không sờ rõ chi tiết của ngu sở lại bị ánh mắt của nàng làm cho tâm thần không yên nào còn có thời gian rỗi nghĩ tới đồ đệ nàng thu có vấn đề hay không chỉ nghĩ nhanh chóng trở về môn phái nói chuyện này với các trưởng lão trưởng môn mà thôi ông ta lại thấy các trưởng môn trưởng lão vẫn khó chịu khi võ hoành vĩ cất nhắc tinh thần cung thì trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng nếu ngu sở có thực lực nghịch thiên thật sự thì đám sư phụ không chịu có sắc mặt tốt trước mặt nàng sau lưng lại đi nói xấu kia chẳng phải là những kẻ buồn cười như vai hề đang nhảy nhót sao lưu trưởng lão càng nghĩ thì trong lòng càng sợ không khỏi hồi tưởng lại trước kia bản thân và môn phái có từng đắc tội ngu sở hay không dù trong lòng ông ta có phập phòng thế nào thì bên này võ hoành vĩ đã mời mọi người tinh thần cung vào chính điện ngu trưởng môn ngươi là người tu tiên có cá tính nhất mà lão phu từng thấy đấy võ hoành vĩ không biết làm sao đành nói mới bắt đầu võ hoành vĩ cho rằng ngu sở có vận khí tốt mới có thể thu được hạt giống tốt như lục ngôn thanh thẩm hoài an tiêu dực và cốc thu vũ về sau ở đế thành quen thuộc lẫn nhau ông mới phát hiện những đồ đệ của nàng trên cơ bản đều có đặc điểm tính cách khác nhau giữa bọn họ căn bản là không giống như ra từ một môn phái hiện giờ lại thấy yêu tu ngu sở cũng nhận thì võ hoành vĩ đã biết suy đoán trước đó của mình là đúng ngươi dựng lên tinh thần cung này là muốn phi thăng hay làm việc thiện vậy Ông cười hỏi, ngu sở hơi nhún vai, nàng hỏi lại, võ trưởng môn cũng có ý kiến với sáu đồ đệ của ta sao? Lão Phu không có ý kiến. Võ Hoành Vĩ cười ha ha lên, nếu là có một ngày Lão Phu phi thăng thì Lão Phu còn nóng trong ngươi chăm lo tu tiên giới nhiều hơn đây, nào dám có dị nghị gì? Nguyên nhưng khiến hơn 20 năm không có cách nào làm võ hành vĩ phi thăng là tâm ma hình thành từ năm đó ông thấy chết mà không cứu, hiện giờ ông tự tay chấm dứt chuyện của nhạc hoàng đế và đế thành. Sau khi trở lại tu tiên giới lục ngôn thanh còn gặp mặt ông một lần, lục ngôn thanh nói tha thứ cho ông. Những lời này hoàn toàn kết thúc tâm ma của võ hoành vĩ. Đối với ngu sở và lục ngôn thanh, võ hoành vĩ đều mang trong lòng sự cảm kích. Đối với ông mà nói thì ngu sở có thu yêu tu hay không càng không? Sao cả? Chuyện trước đó tiểu cốc vốn am hiểu ma tu ông cũng biết cho nên hiện giờ mới cười nói ngu sở đang làm việc thiện. Một hai phải đưa đứa nhỏ này đi theo chính đạo, hai người hàng huyên vài câu, ông nhìn về phía lục ngôn khanh cười thân thiện. Ngôn khanh, trước đó mấy tháng lão phu ngẫu nhiên được mọc quyển thuật pháp bị tịch, thiên phú về phương diện này của ngươi không người có thể so sánh, tặng cho ngươi là thích hợp nhất, ngươi có bằng lòng nhận lấy hay không? lục ngôn thanh chưa nói nhận hay không nhận mà phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn ngu sở ngu sở gật đầu thì lúc này lục ngôn thanh mới khiêm tốn đáp nhờ có võ trưởng môn yêu thương coi trọng phản bối sẽ dụng công chuyên tâm nghiên cứu võ hoành vĩ nhìn lục ngôn thanh như thể đôi mắt đều sắp khắc lên người hắn vậy vừa lúc đệ tử tu thiên phái gõ cửa tiến vào thông báo tuyển thủ cần đi rút thăm thì các đồ đệ tinh thần cung đều muốn đi theo lý thanh thành ngu sở xua xua tay để cho bọn họ rời đi cùng nhau chờ sau khi bọn họ rời khỏi Võ Hoành Vĩ mời ngu sở ngồi xuống bên cạnh bàn phẩm trà, ông hâm mộ không thôi, lão phu quá thích hài tử lục ngôn thanh này, ôi! Tuy rằng có hơi đáng tiếc nhưng lão phu cũng thấy may mắn. Xin võ trưởng môn chỉ giáo cho. Ngu sở nhìn về phía ông, lão phu thích hài tử này nên hài tử không phải là đồ đệ của ta, rất đáng tiếc. Võ Hoành Vĩ nói, nhưng lão phu cũng cần phải thừa nhận là hiện giờ hắn ưu tú như vậy đều là công lao của ngươi. Nếu từ lão phu dạy dỗ thì có lẽ lão phu không có biện pháp làm tốt hơn so với ngươi. Lão phu thấy may mắn khi hắn là đệ tử của ngươi. Cũng không thể nói như vậy. Ngu sở buông trà, nàng bình tĩnh nói, hại giống tốt chính là hạt giống tốt, ở trong tay ai đều sáng lên nóng lên, ai bảo ta có vận khí tốt đây. Vốn là võ hoành vĩ cho rằng nàng muốn khiêm tốn lại không nghĩ tới ngu sở liên tiếp khoe khoang lên làm ông dở khóc dở cười, trước đây không quen thuộc thật không biết ngươi có tính cách như này. Ông bất đắc dĩ nói, chẳng qua ngu sở gián đoạn như vậy làm tâm tình hâm mộ không thôi trong lòng ông cũng dễ chịu hơn một ít. Hai người uống trà, chờ đến lúc đệ tử tu thiên phái tới truyền tin, nói phía dưới sắp bắt đầu rồi thì lúc này hai người mới đi tới đó. Lúc này đồ đệ của các môn phái tham gia tiên môn đại hội đều hơi khẩn trương, nguyên nhân không gì khác. Tuy rằng lần này tinh thần cung chỉ phái mỗi lý thanh thành nhưng trên ghế khán đài, những người khác trong tinh thần cung đều ngồi ở bên cạnh cái tên tinh thần cung này làm tất cả các môn phái tham dự lần trước khắc sâu ấn tượng hơn nữa về sau lại trở thành đệ tử nhà người ta khi bọn họ bị sư phụ mắng thì bất kỳ môn phái này đều không chạy thoát được việc sư phụ lấy đám người tinh thần cung ra nếu ví dụ ra tấn tinh thần tinh thần cung ra mặc được hai lần hai lần đều lấy đệ nhất hơn nữa còn bày ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ của các đệ tử tinh thần cung, bọn họ lại nhìn về Lý Thanh Thành biến nhát thì cảm thấy áp lực trong lòng rất lớn, mà áp lực khác của đệ tử các môn phái đó là đến từ sư phụ, lần tiên môn đại hội này trên cơ bản tất cả môn phái tham dự đều là các trưởng môn trưởng lão tự nhân xuất mã. Long trọng như lần tiên tông đại bỉ vậy, bầu không khí giữa các đệ tử ở nơi chờ đợi lên đài bên cạnh đấu pháp đài ngưng trọng lên, chỉ có Lý Thanh Thành ngồi xếp bằng ở môn bên, trong miệng hừ hừ nhịp giống như tới chơi xuân vậy, trên khán đài, Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An liếc nhìn nhau chăm chú, Thẩm Hoài An tiện tay chọn một hòn đá nhỏ dùng ngón tay B4N ra chuẩn xác đánh lên đầu gối của Lý Thanh Thành, lần này đánh đau đến mức làm Lý Thanh Thành hít hà một hơi rồi nhanh chóng buông chân xuống thành thật ngồi thẳng, những đệ tử khác không rõ chân tướng nhìn thấy sắc mặt người của tinh thần cung bỗng nhiên nghiêm túc, dường như còn mang theo sát khí, tức khắc bọn họ càng khẩn trương hơn. Có người nhát gan đến mức khi lên đài còn hơi lung lay người, cũng có đệ tử khá ưu tú không tin chuyện ma quỷ nhìn thấy những người khác khiếp đảm thành cái dạng này bèn lập tức hừ lạnh, nhìn các ngươi mất mặt xấu hổ như vậy. Một đệ tử của lôi đình môn kinh thường nhạo bán, sợ hãi đến vậy thì quỳ xuống đất xin tha đi, tới tham gia đại hội làm cái gì. Người của lôi đình môn luôn luôn kiêu ngạo quá mức, cũng không biết có thực lực kiêu ngạo hay không. Nghe xong hắn nói thì có một đệ tử của môn phái khác cười lạnh châm biếm, lần tiên tông đại bỉ đợt trước cũng không biết có nhân vật nào kêu gào vây công sư huynh của người ta, kết quả là bị đánh đến tè ra quần đây. Người này vừa nói ra thì sắc mặt của lôi đình môn và những đệ tử các môn phái khác đều tái nhật, lần tiên tông đại bỉ trước có mấy trưởng môn các môn phái thay đổi quy tắc làm các sư huynh trụ cột môn phái nhà mình tiến lên nghênh chiến lục ngôn thanh, kết quả là bị lục ngôn khanh đánh đến mức không có sức trở tay, cuộc chiến này bị đánh thua làm mấy môn phái đó bị tu tiên giới chê cười một thời gian dài. Hiện giờ hắn nhắc lại có khác nào giáp mặt đánh vào mặt những đệ tử này, còn thuận tiện cho tin. Thần cung trêu chọc giá trị thù hận một phen, tốt, rất tốt, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Đồ đệ này của lôi đình môn nói với vẻ lạnh lẽo thâm độc, chờ đến khi tiểu tử kia bị đánh đến người ngã ngựa đổ thì ta lại đến tìm các ngươi tính sổ trúc thăm hắn và lý thanh thành rút đúng cùng một tổ chờ đến khi mấy trận vòng loại đánh xong thì cuối cùng cũng tới lượt lý thanh thành và đệ tử lôi đình môn lên sân khấu hiện trường vốn có hơi ồn ào ầm ầm vang thì lập tức yên tĩnh hẳn không biết từ bao giờ mà tinh thần cung trở thành sự tồn tại gây chú ý hơn các các đại môn phái ngay cả trên khán đài dành cho sư phụ các đại trưởng môn trưởng lão cũng đều nín thở nhìn chăm chú vào trận đấu đầu tiên của lý thanh thành tinh thần cung với lôi đình môn bắt đầu người bên cạnh tuyên bố đệ tử lôi đình môn đi lên liền bày ra tư thế hắn lớn tiếng nói nhìn sự lợi hại của ta hỏa xà hắn còn chưa nói xong thì bỗng nhiên đôi mắt mở to hơn rất nhiều đồng tử run rẩy lên rồi sau đó ngã về phía sau ngất luôn trên đài đối diện với đệ tử lôi đình môn lý thanh thành chậm rãi thu lại tư thế không phải chứ trước khi các ngươi luận bàn còn muốn đọc tên chiêu thức hả lý thanh thành vừa đứng thẳng liền nghi hoặc hỏi cố ý sao trên Kháng đài dành cho sư phụ, trước mắt đông đảo trưởng môn trưởng lão tối sầm lại, xong rồi, lại tới nữa, tinh thần cung lại bắt đầu tình huống nghiền áp hạ gục trong nháy mắt, chương 119, chương 119. Vốn dĩ những sư phụ của các môn phái khác còn ôm hy vọng với Lý Thanh Thành rằng, ngu sở không có khả năng mỗi lần thu đồ đệ đều làm nàng trùng hợp gặp được thiên tài như vậy đúng không? Bọn họ nhìn Lý Thanh Thành, cảm thấy bản tính tính cách của hắn dường như không kịp cao không thể với giống như các sư huynh, có vẻ như tương đối bình thường hơn một chút. Lý Thanh Thành là kiểu người trẻ tuổi mới nhìn qua sẽ không tạo cảm giác uy hiếp người khác cho nên mới làm các trưởng môn khác sinh ra hi. Vọng không nên xuất hiện, nếu lúc này đây Lý Thanh Thành biểu hiện một cách bình thường thì sẽ gạt bỏ được hình tượng cường đại và thần bí mà Tinh Thần Cung đã tạo dựng nên trong tu tiên giới, kết quả, thật đúng là phong cách quen thuộc của Tinh Thần Cung, Lý Thanh Thành lại giống như các sư huynh sư tỷ của hắn là chỉ dùng một chiêu chế địch đông đảo trưởng môn trưởng lão thấy phải cảnh này quả thực khí huyết trào dâng trước mắt một màu đen nhánh thật không hiểu là nên ghen ghét ngu sở có thể có cơ duyên như vậy khi đệ tử dưới tay có thiên phú dị bẩm hay là nên bực tức đồ đệ nhà mình không biết cố gắng dựa theo tình hình tới xem thì chỉ sợ tiên môn đại bỉ lần này bọn họ lại muốn chạy theo tinh thần cung mất sau khi ngày đầu tiên chấm dứt bất luận bốn đồ đệ môn hạ của mình có thăng cấp hay bị đào thải thì biểu cảm của chư vị trưởng môn trưởng lão đều không quá đẹp ngu sở này thật quái dị, rốt cuộc nàng có. Địa vị gì? Sao nàng ta lại có thể thu được nhiều hạt giống tốt như vậy? Các trưởng môn cùng trưởng lão các môn phái ghé vào với nhau, tâm tình đều không mấy tốt đẹp. Trước đây các anh tài xuất hiện lớp lớp từ các đại môn phái cũng không thể lũng đoạn cục diện như tinh thần cung hiện giờ đang làm được. Một trưởng lão khác nói một cách lạnh lùng, chẳng lẽ ngu sở muốn mỗi cách 6 năm 12 năm lại đẩy ra một tân đệ tử tới tham dự, mỗi lần có thể lấy được đệ nhất sao đó đương nhiên là không có khả năng chỉ là dù bọn họ có thừa nhận hay không thừa nhận thì tinh thần cung đã trở thành một tai họa ngầm không biết từ bao giờ hơn nữa là một tai họa ngầm không cách nào giải quyết rốt cuộc trưởng môn võ hoành vĩ đã đến đại thừa kỳ của tu thiên phái là bằng hữu tốt với ngu sở nên những người khác không dám có ý niệm dư thừa gì những sư phụ ở đây cái nào không phải có đạo hạnh trăm năm vừa thấy lý thanh thành ra một chiêu kia là đại khái nhận rõ được trình độ của hắn như thế nào chính đồ đệ của bọn họ có mấy cân mấy lượng trong lòng bọn họ không rõ ràng lắm sao tuy rằng sau ngày đầu tiên nhìn thấy lý thanh thành triển lộ là bọn họ cũng đoán trước được sự phát triển ở đằng sau nhưng trong cuộc luận bàn ngày hôm sau lý thanh thành lại không cố sức chút nào giành được thắng lợi phong cách của tinh thần cung trước sau như một Bất luận đệ tử tinh thần cung ở dưới đài như thế nào nhưng đến khi vừa lên đài thì bọn họ luôn dùng phương thức ngắn gọn nhất giành chiến thắng, không chút lưu lại tình cảm nào cho đối thủ, mắt thấy dáng vẻ biến nhát lại bách chiến bách thắng của Lý Thanh Thành thì mấy trưởng môn không quen nhìn tinh thần cung đều đau thắt cơ tim, lại xem ngu sở vô cùng bình tĩnh ngồi ở một bên, thật không vừa mắc nổi ở chỗ nào. Hiện giờ trong 10 đại môn phái đứng đầu thì có một nửa môn phái xem như hòa hợp trở. Lại với ngu sở, rất nhiều trưởng môn vốn không thèm để ý ngu sở thì hiện tại đều rất khách khí chủ động nói chuyện với nàng, còn dư lại mấy sư phụ vẫn khó có thể nuốt xuống buồn bực trong lòng. Không chỉ không muốn đáp lời cùng ngu sở mà còn khịt mũi coi thường những người ra vẻ tốt đẹp kia. Giữa trưa ngày hôm sau, trưởng lão xuyên vân môn xem xong Lý Thanh Thành treo đồ đệ nhà mình lên đánh lúc sáng vừa nhìn thấy bên người ngu sở có người vây quanh thì ông ta hừ lạnh một tiếng. Lấy. Lòng với một tiểu bối mà cũng không thấy mất mặt mấy người phụ trách này rời đi cùng nhau, đếm tinh thần cung làm phiền lòng ra phía sau, vừa đi đường bọn họ vừa nói chuyện phím, nói không sai, còn không phải là nàng ta có mấy đệ tử giỏi thôi sao, đến nỗi vội vàng trèo lên như thế hả? Một trưởng môn khác cũng lạnh lùng nói, nếu có đại hội luận bàn giữa các sư phụ thì xem ta trừng trị hoàng mau nha đầu kia như thế nào. Nhưng lại nói tiếp, các ngươi có cảm thấy nữ đồ đệ ngu sở mới thu kia có chút vấn đề hay không? Một vị khác bên cạnh là vương trưởng lão nhíu mày hỏi, rõ ràng trên người cô nương kia tràn ngập yêu khí đúng không? Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng võ hoành vĩ cũng chưa nói cái gì. Có thể là do chúng ta hiểu lầm hay không? Ngươi còn tưởng chờ đến lúc võ hoành vĩ nói chuyện. Vương huynh, ngươi còn không nhìn ra sao, sau chuyện ở đế thành thì võ hoành vĩ và ngu sở đã kết thành đồng minh, làm sao ông ta có thể nói ngu sở không phải đây? vậy chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn ngu sở thu yêu tu mà cái gì cũng không làm sao? Vương trưởng lão nhíu mày, để nàng mở đầu thì về sau vùng đất trong sạch tu tiên giới của chúng ra chẳng phải sẽ bị đám gia hỏa xuất thân xuất sinh kia trộn lẫn vào. Ngươi nói đúng, nhưng đối với việc này thái độ của võ hoành vĩ thật mờ ám, chúng ta nên xử lý thế nào đây? Các trưởng môn trưởng lão bốn môn phái là thanh sương phái, xích long cung, Sâm La Phong và Lôi Đình Môn đều ghé vào với nhau lén bí mật bàn bạc một phen, bên này, mọi người tinh thần cung trở lại nơi nghỉ tạm trong lúc tham gia đại hội, hôm nay nên chiến xuyên Vân Môn và Sâm La Phong sao để cảm giác đồ đệ hai môn phái này yếu như vậy nhỉ? Lý Thanh Thành gãi đầu, hoàn toàn không có thực lực như trong tưởng tượng về đại môn phái của đệ. Vậy phải nhìn xem từ trước đến giờ là ai cùng sư đệ luận bàn. Thẩm Hoài An dùng ngón tay bắn lên trán Lý Thanh Thành, hắn nhàn nhạt nói hàng năm sư đệ tu luyện với chúng ta tuy rằng hơi khổ nhưng ra bên ngoài thì tự nhiên là cảm thấy những người khác không có gì để khen rồi lý thanh thành nghĩ nghĩ cũng đúng các sư huynh không dùng hết sức cũng lợi hại hơn người ngoài ôi mấy năm qua đệ thật không dễ dàng hiện giờ cũng hẳn là nên uy phong nói sư đệ thoải mái đi mà sư đệ còn thở phì phò nhìn bộ dáng của lý thanh thành mọi người đều nở nụ cười lý thanh thành là người rất đáng yêu có những lời nói người khác nói ra liền cảm thấy vô cùng nhàm chán hoặc không thích hợp nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại có thể làm mọi người hiểu ý cười lên sẽ không có chút phản cảm nào mọi người cười xong lý thanh thành nhìn về phía ngu sở đang ngồi một bên liền đi tới ngồi sổn bên người nàng hắn ngẩng đầu lắm miệng nói sư tôn con có cho người dài mặt hay không ạ à? đây là đòi được khích lệ đây, tuy các đồ đệ khác cũng sẽ đòi cổ vũ nhưng Lý Thanh Thành luôn là người biểu đạt tâm tình và suy nghĩ của mình một cách trực tiếp nhất, ngu sở buông tay, nàng duỗi tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ L3N đỉnh đầu của Lý Thanh Thành, biểu hiện của con đúng là rất tốt, vừa nhìn là biết mấy năm nay đã khổ công tu luyện. Ngu sở khích lệ, so với các sư huynh, con đều không thua kém chút nào. Lúc này Lý Thanh Thành mới lặng lẽ cười lên rồi đứng lên khoe khoang với những người khác sư tôn nói đệ không thua kém các sư huynh một chút nào đấy. Đúng là sư đệ đã làm rất tốt. Lục ngôn thanh khoan dung nói, chờ khi nào trở về môn phái thì để sư đệ nghỉ ngơi hơn một ngày. Ở phương diện tu luyện này của sư đệ sư muội thì ngu sở không quản quá nhiều bởi vì có lục ngôn thanh nhìn chằm chằm, Lục ngôn thanh nói để hắn nghỉ ngơi hơn một ngày vậy là nói thật làm thật. Tức khắc đôi mắt của Lý Thanh Thành sáng lên, vậy nghỉ ngơi ba ngày đi, đệ muốn đánh mạc trượt một ngày. Còn muốn đi tới suối nhỏ tắm ngâm mình một buổi trưa, lại cầm chén trà ấm đi Vân Thành nghe Bình Thư, Lý Thanh Thành mỹ mãn ảo tưởng, sư đệ nhìn xem chút tiền đồ này của đệ đi. Thẩm Hoài An ghét bỏ, sư huynh, vậy chờ sau khi trở về sư huynh đối tốt với đệ một chút nhé. Thẩm Hoài An không lên tiếng còn tốt, hắn vừa mới nói ra là Lý Thanh Thành lập tức thò lại gần ra vẻ rất đáng thương, sư huynh mời khách được không, đệ nghèo quá đi mất. Được 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 sư đệ cách huynh xa một chút đi. Thẩm Hoài An không thể không dùng sức để Lý Thanh Thành ra, nói đến cũng buồn cười, ba sư huynh này của Lý Thanh Thành có Thẩm Hoài An là thẳng nam nhất, ghét nhất Lý Thanh Thành sáng lại gần hắn, nhưng Thẩm Hoài An càng như vậy thì Lý Thanh Thành càng thích sáng lại gần, hắn thích xem bộ dáng bất đắc dĩ và ghét bỏ nhưng không có biện pháp của Thẩm Hoài An, các sư huynh đệ nói nói cười cười, cốc thu vũ dựa vào bên cửa sổ không nhịn được xen vào, mọi người có thể khắc chế bản thân chút được không? ngày mai mới là trận thắng bại cuối cùng đấy nếu để các môn phái khác biết tinh thần cung đã bắt đầu lén thương lượng chúc mừng như thế nào sau khi thắng lợi thì có lẽ đều muốn đi lên đánh bọn họ mất tiểu thanh nhìn các đồ đệ đùa dẫn được một lúc thì ngu sở mới mở miệng ti thí buổi chiều hôm nay và tỉ thí cuối cùng ngày mai đều phải giữ nguyên cách làm trước cách làm lý thanh thành đứng thẳng người nhìn ngu sở vẻ nghi hoặc người nói là phương thức giải quyết sạch sẽ lưu loát của con sao Ngu sở hơi gật đầu, tiếp tục giữ nguyên phương thức như vậy, không cần khách khí với bọn họ. Nàng nhàn nhạt giải thích, ta muốn tinh thần cung trở thành một mảng u ám trên đỉnh đầu của tu tiên giới, để cho bọn họ nhớ kỹ sự đáng sợ của tinh thần cung. Mũi nhọn của tinh thần cung đã là thế không thể đỡ, nếu không thể hòa hợp với tập thể đã là việc không có cách nào thay đổi thì làm những người khác nhớ kỹ sự cường đại của tinh thần cung đi, chỉ có làm cho bọn họ hiểu rõ được tinh thần cung rất mạnh, mỗi đồ đệ của tinh thần cung rất mạnh mới chân chính có được an toàn, bất kỳ ai muốn động đến tinh thần cung đều phải ngẫm lại thực lực nháy mắt hạ gục được triển lộ trong đại hội của các đồ đệ tinh thần cung, ước lượng thực lực của chính mình có đủ. Hay không nghe được ngu sở nói thế, biểu cảm của các đồ đệ nghiêm túc lên, sư tôn, con đã biết à. Lý Thanh Thành trầm giọng, vòng bán kết buổi chiều, Lý Thanh Thành cũng phát huy đến đặc biệt ưu tú, mấy năm nay, trưởng pháp của hắn lợi hại, hơn nữa hắn sở hữu sức mạnh dự đoán có thể nhìn thấu đường đi nước bước của đối phương, đánh đến mức đối phương không hề có sức phản kháng, nhiều nhất ba chiêu đã phân định thắng bại, tiên môn đại hội không phải là tiên tông đại bỉ, trên khán đài đều là đệ tử các môn phái khác, không người nào dám hoang hô. Nhìn thấy người mới không có địch thủ lý thanh thành. Của tinh thần cung nghiền áp đánh bại các đại môn phái, những người xem đều an tĩnh, tinh thần cung, lý thanh thành thắng. Một, Buổi trưa, Lý Thanh Thành đánh thắng hai trận nên thành công thăng cấp rảo bước tiến vào cuộc thi cuối cùng với đệ tử của Lôi Đình Môn. Chỉ đợi cuộc tỷ thí cuối cùng vào ngày mai, ngày này có không ít trưởng môn và trưởng lão các môn phái nhìn thấy đồ đệ của mình bị đào thải đều muốn rời đi, vẫn được trưởng môn lôi đình môn ngăn lại, trưởng môn lôi đình môn nói khách khí một phen, đều là người quen nhiều năm như vậy nên cũng cho mặt mũi nhìn trận chung kết ngày mai. Người sáng suốt có thể nhìn ra được cả một đường thăng cấp của đệ tử Lôi Đình Môn và Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành nhẹ nhàng tiến tới, mà đệ tử Lôi Đình Môn khổ đấu cả một đường và thêm vận khí mới giành được thắng lợi. Căn bản không phải một cấp bậc với Lý Thanh Thành, trưởng môn người ta đã mở lời giữ lại. Các trưởng môn trưởng lão vốn dĩ phải đi cũng muốn để cho nhau chút mặt mũi nên ở lại một đêm với các đồ đệ. Buổi sáng ngày hôm sau, trận tỷ thí cuối cùng chính thức bắt đầu. Trên khán đài dành cho sư phụ. Gần như tất cả sư phụ đều tới, môn hạ của bọn họ bị đào thải nên các đồ đệ cũng ngồi ở khán đài, hôm nay và ngày đầu tiên là thời điểm mọi người cùng nhau tới, có vô số bóng người bao vây lấy đấu pháp đài, cảm giác như bị sóng nhiệt lôi cuốn lấy, Lý Thanh Thành đi lên đài giống như đang đi dạo quanh thì nhìn thấy biểu cảm hung ác của đệ tử Lôi Đình môn đang ở đối diện, trên thực tế đồng tử của hắn không yên, thân thể căng chặt, đó là tư thái cực kỳ khẩn trương. Cứ việc trong lòng Lý Thanh Thành nghĩ trận tỷ thí cuối cùng của mình cần phải cao ngạo lạnh lùng một ít nhưng nhìn thấy bộ dáng của huynh đệ này hắn vẫn không nhịn được nói móc, huynh đệ, tố chức tâm lý này của các hạ không được rồi, còn chưa bắt đầu đánh mà, các hạ rung cái gì vậy? Tật nói nhiều của Lý Thanh Thành là trời sinh nhưng vẻ mặt của đệ tử Lôi Đình môn có vẻ không đúng, đối phương cho rằng Lý Thanh Thành đang trào phúng hắn, tỷ thí chính thức bắt đầu khi nhìn thấy đệ tử Lôi Đình môn triển lãm ra vũ khí thì Lý Thanh Thành cảm thấy không đúng, bao gồm cả gia hỏa này ở bên trong, đệ tử đại môn phái tới tham gia đại hội đều sẽ cầm pháp bảo ra hình ra dạng một chút, không khác gì đang triển lãm thực lực môn phái của mình vậy. Mà đệ tử này trước khi tỷ thí rõ ràng có cầm pháp bảo cao cấp của Lôi Đình môn, vậy mà trận chung kết hiện giờ lại đổi thành pháp bảo bình thường, điều này cũng quá kỳ quái, thật giống như biết chính mình sẽ thua cho nên sợ làm hỏng pháp bảo mới cố ý thay đổi một cái khác. Nếu lôi đình môn thật sự nghĩ như vậy thì cũng quá không chơi nổi, từ lúc đối phương lấy ra pháp bảo cho đến lúc Lý Thanh Thành phân tích cũng chỉ trong nháy mắt, trong hiện thực. Ý nghĩ này của hắn cùng hiện lên với trưởng pháp của hắn, pháp bảo của đệ tử lôi đình môn còn chưa gần người thì đã bị trưởng phong của Lý Thanh Thành đánh tan, thậm chí Lý Thanh Thành còn chưa sử dụng thuật pháp thuộc tính lôi của mình, cũng không triển lãm chiêu thức phức tạp hơn, thế mà lại chiến thắng đối phương một cách vô cùng đơn giản như vậy. Thực ra đối phương đã là đồ đệ có tư chất cao mà lôi đình môn thu được trong mấy năm nay. Nề hà là ở trước mặt tinh thần cung cũng chỉ giống như giấy. Mà thôi, Lý Thanh Thành thu lại tư thế, hắn nghiêng đầu nhìn về phía người đảm nhiệm trọng tài ở bên sân, đối phương cũng sửng sốt nửa ngày mới tỉnh táo lại rồi dương giọng tiên môn đại hội, người thắng lợi là tinh thần cung Lý, chậm đã. Đúng lúc này có một giọng nói thép lên ngăn lại lời tuyên bố người thắng cuối cùng mọi người đều ngẩng đầu liền nhìn thấy bốn trưởng môn và trưởng lão của thanh sương phái xích long cung sâm la phong bay lên từ khán đài dành cho sư phụ tới trên đấu pháp đài bọn họ chắp tay sau lưng dùng ánh mắt không tốt nhìn về phía lý thanh thành trên khán đài phía sau lý thanh thành năm sư huynh đệ sư tỷ muội còn lại của tinh thần cung lập tức đứng lên chậm đã ta có dị nghị trưởng môn đoạn hồng cầm của thanh sương phái lạnh lùng mở miệng đoạn trưởng môn ngài có dị nghị với kết quả tỷ thí sao? Người tu tiên duy trì đại hội tỷ thí nghi hoặc hỏi, chúng ta đều có dị nghị với điều này. Trưởng lão của Sâm La Phong lạnh lẽo thâm độc nói, lão phu cảm thấy tinh thần cung căn bản không có tư cách tới dự thi. Hắn vừa nói ra thì các đồ đệ đang bàn quan bắt đầu ông ông nói nhỏ như cái nồi bị nổ tung vậy, vương trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Trên ghế dành cho sư phụ, võ hoành vĩ trầm giọng, võ trưởng môn, ngài làm lụng vất vả nhiều năm vì tu tiên giới nên chúng ta đều kính ngài nhưng xin ngài không cần bao che yêu nữ ngu sở của tinh thần cung kia đoạn hồng cầm dứt lời rồi nhìn ngu sở bà ta nâng cao giọng ngu sở ngươi có dám tới đây đối chất với chúng ta hay không ngươi kêu ai đấy ngươi thẩm hoài an rút kiếm chuẩn bị tiến lên thì bị cốc thu vũ nắm chặt lấy cánh tay giữ lại bên này trên kháng đài dành cho sư phụ ngu sở và võ hoành vĩ nhìn nhau ngu sở đứng dậy bóng dáng của nàng nhẹ nhàng đứng trước mặt Lý Thanh Thành, sư tôn, Lý Thanh Thành cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhìn thấy ngu sở lại đây hắn lập tức nhỏ giọng hô lên, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, bỗng nhiên bị mấy trưởng giả địa vị cao dằn co làm Lý Thanh Thành hơi khẩn trương. Không có cách nào ứng đối, ngu sở cho hắn một ánh mắt bình tĩnh rồi sau đó quay đầu nhìn về phía bốn kẻ đang hùng hổ dọa người, bất. Luận các ngươi phải đối mặt với chuyện gì nhưng lại chọn khi đồ đệ của ta sắp thắng lợi làm nhiễu loạn đại hội. Ngu sở nhàn nhạt nói, không phải là cảm thấy đồ đệ của chính mình thua quá thảm không chơi nổi chứ. Ngươi! Lập tức sắc mặt của trưởng lão lôi đình môn vừa thua tối sầm lại, ngu sở, có một số lời muốn nói rõ với ngươi, chúng ta không phải không thể thua mà là không thể chịu đựng được tinh thần cung tà môn ma đạo của ngươi làm nhiễu loạn trật tự tu tiên giới đến bực này lại giành được thắng lợi. Vương trưởng lão của Xích Long cung lạnh lùng nói, chúng ta hoàn toàn không thừa nhật thứ tự của tinh thần cung như thế nào ngu sở cười lạnh các ngươi nói tà môn ma đạo chính là tà môn ma đạo các ngươi không thừa nhận chính là không thừa nhận vương trưởng lão ngươi quá tự cho mình rất cao rồi cẩn thận tự mình chút lấy cực khổ đấy ngu sở ta biết miệng lưỡi của ngươi sắc bén vậy ta tạm thời hỏi ngươi ngươi có dám trả lời lục đồ đệ kia của ngươi là người phương nào không đoạn hồng cầm hùng hổ dọa người ta đây cũng muốn hỏi các ngươi nói linh tinh nhiều như vậy thì các ngươi có dám trả lời đồ đệ của ta có phải đánh đệ tử của các ngươi đến mức không hề có sức phản kháng không? Ngu sở hỏi ngược lại, nhìn thấy bốn người này nhất thời nghẹn lời, nàng cười lạnh, các vị đều xuất thân từ danh môn chính phái, sẽ không không có nổi khí tiết để trả lời vấn đề này đúng chứ? khi bốn người tới tìm phiền toái đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng không nghĩ tới miệng của ngu sở còn lợi hại hơn nhiều so với khi mới nhìn qua ai biết ngày thường bộ dáng nàng vân đạm phong khinh cao ngạo lạnh lùng như thế đến khi hung ác lên lại thành việc nhân đức không nhường ai đúng đúng thì như thế nào trong đó có một người lạnh lùng nói chúng ta thừa nhận trình độ của đồ đệ ngươi ngươi cũng chớ nói sang chuyện khác chúng ta đây liền lấy một vấn đề đổi một vấn đề đi ngu sở nói các ngươi có tâm phục khẩu phục đồ đệ lý thanh thành của ta đoạt được thắng lợi lần tiên môn đại hội này không?" Bốn người chăm chú liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng bọn họ đã có đối sách, chỉ cần kéo ngu sở và tinh thần cung xuống ngựa, làm cả tu tiên giới đều bài xích tinh thần cung thì hiện giờ tinh thần cung có lấy được thứ tự cũng không có việc gì, cho nên dù đáp ứng cũng không có vấn đề, chúng ta thừa nhận về điểm này, đồ đệ của ngươi đúng thật là lợi hại." Trưởng lão của Sâm La Phong nói, "Ngu sở ngươi nên trả lời vấn đề của chúng ta. Ngu sở rằng co đến nay bất quá là muốn xả giận cho Lý Thanh Thành, hắn lấy được trái ngọt thắng lợi há có thể bị mấy lão này nói mấy câu là chặt đứt, nghe được bọn họ thừa nhận như vậy ngu sở mới hơi hơi nhướng mày, được, các ngươi nói đi. Ngu sở, ta hỏi ngươi, tiểu nha đầu lục đồ đệ kia của ngươi có phải là yêu tu hay không? Đoạn hồng cầm nhấn mạnh từng câu từng chữ, tu tiên giới chính thống xem thường yêu tu thậm chí có không ít người đều cảm thấy yêu tu cùng lắm chính là một số linh thú có vận khí tốt ngày thường chỉ là súc sinh thành tinh bị bọn họ giết chết trong các bí cảnh mà thôi yêu tu khó hơn nhân tu nhiều cũng rất tị thế lấy này cầu được an bình hơn nữa tu tiên giới cũng rất kiên kỵ thân phận này yêu tu học những thứ của người tu tiên vậy chẳng phải là muốn lật trời bốn trưởng môn đó hiểu rõ và xác định những người khác trong tu tiên giới sẽ không chịu đựng được tinh thần cung dạy dỗ yêu tu nên mới có thể chắc chắn mà xuất hiện sự giằng co này, nếu ngu sở thừa nhận nàng là sư phụ của yêu tu thì đó là thừa nhận chính mình không chính thống, thừa nhận chính mình và các đồ đệ đều là tu sĩ tu luyện tà môn ma đạo ra tới, bất luận tinh thần cung cường đại cỡ nào cũng sẽ bị coi là dị loại. 4. Người đã nghĩ tốt muốn giết người tru tâm như thế nào, vấn đề duy nhất chính là có khả năng ngu sở sẽ che giấu sự thật, cự tuyệt không thừa nhận. Vì thế hôm qua bọn họ tìm riêng một pháp bảo có thể phán đoán ra yêu tu, chờ ngu sở phủ định lại lôi ra vả mặt, nghe được đoạn hồng cầm chất vấn. Lúc này không chỉ có các đồ đệ ở kháng đài sôi nổi nghị luận mà ngay cả các trưởng môn trưởng lão môn khái khác cũng đứng ngồi không yên, bọn họ đều đang chờ đợi ngu sở trả lời, kháng đài phía sau ngu sở và Lý Thanh Thành. Hà Sơ Lạc đã nhận ra hơi thở quen thuộc ngoài kháng đài cách khoảng 20m, đó là lúc nàng ở Tây Vực bị Harit khống chế, mỗi một lần khi cha. Con họ đối mặt với nàng đã vô ý thức phát ra sự phiền chán và ác ý là xuất phát từ thân phận yêu của nàng trên khán đài và nơi dành cho sư phụ. Có vô số đôi mắt người như có như không ngó lại đây, nó giống như một thanh đao, dùng ánh mắt quét mạnh vào huyết nhục của Hà Sơ Lạc, sự chán ghét và ác ý từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hà Sơ Lạc không khỏi cúi đầu thu nhỏ thân hình của mình lại theo bản năng, lấy điều này trốn tránh cảm giác căm thù làm người không thở nổi kia đúng lúc này. Cốc thu vũ vương tay ôm chặt lấy bả vai của nàng, hà sơ lạc, đứng thẳng lên. Cốc thu vũ nhìn chăm chú trên đấu pháp đài, nàng dùng hàm răng gần từng chữ một, sư muội không làm sai bất kỳ chuyện gì, không được trốn. Đây là lần đầu tiên Cốc Thu Vũ gọi tên họ đầy đủ của Hà Sơ Lạc giữa lúc bừng tỉnh, Hà Sơ Lạc cảm thấy sau lưng mình có những bàn tay của người khác đặt lên, Lục Ngôn Khanh, Thẩm Hoài An, cốc thu vũ, tiêu dực, bọn họ nâng tay lên ôm lấy nhau ở sau người, tạo thành cái võng dường như không bao giờ đứt gãy chặt chẽ bảo vệ hà sơ lạc đang ở giữa, tiểu hồ hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng hình màu trắng kia của ngu sở, tất cả chẳng qua chỉ phát sinh trong mấy hơi thở, ngu sở nhìn chăm chú vào bốn người đang mang ý xấu trong lòng, nàng chậm rãi mở miệng, không sai. Ngu sở nhàn nhạt nói, lục đồ đệ của ta đúng là có huyết mạch của yêu tu nhóm người đoạn hồng cầm không nghĩ tới ngu sở lại thừa nhận một cách nhẹ nhàng bân quơ như vậy, trưởng môn và các đồ đệ của các đại môn phái đang vây xem cũng khiếp sợ không thôi, nếu theo đúng như lời nói này thì địa vị và hình tượng của tinh thần cung sẽ nghiêng trời lệch đất, sau đó bọn họ đều nghe được giọng nói lạnh lùng thờ ơ của nàng, đồ đệ của ta là yêu tu thì các ngươi có thể làm thế nào? Nàng hỏi, bốn người không nghĩ tới ngu sở dễ dàng thừa nhận, hơn nữa thái độ còn cứng rắn như thế, trước mặt ngươi có hai con đường. Vương trưởng môn nói, một, lập tức đuổi yêu nghiệt kia đi về à xin lỗi tất cả trưởng môn thì chúng ta sẽ tha môn phái của ngươi một mạng, con đường thứ hai sao? Nếu ngươi không đành lòng ra tay thì chỉ có thể để chúng ta giải quyết súc sinh kia mà thôi. Chờ vương trưởng môn nói xong, đoạn hồng cầm lạnh lẽo thâm độc lên tiếng, ngu sở, ngươi hãy chọn đi, con đường thứ nhất hay con đường thứ hai? Không ai có thể đụng vào đồ đệ của ta. Ngu sở nói, ngu sở, ngươi không nghe rõ sao trưởng lão lôi đình môn trầm giọng tu tiên giới không thu yêu nghiệt đây là quy củ của tu tiên giới ta nghe rõ ngu sở nhìn về phía bọn họ nàng lạnh lùng nở nụ cười nhưng nếu ta cứ muốn thu thì các ngươi lại có thể làm được gì ngươi ngu sở rút ra trường kiếm từ trong không gian ngón tay của nàng cùng nhau mũi kiếm phi kiếm hiện lên ánh sáng lạnh băng một tiếng vù vù cắm thẳng vào nền đá đấu pháp đài sâu đến ba phần kiếm phong bắn ra bốn phía làm không ít đồ đệ trên khán đài phải duỗi tay ra chắn, ngu sở nhìn về phía bốn trưởng môn trưởng lão đối diện, nàng mang theo nụ cười sát ý, nếu có người không phục thì cứ việc tiến lên đánh cùng ta. Ngu sở lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn phá đi quy củ này, chương 120, chương 120. Lời này của ngu sở vừa thốt ra, tức khắc làm những người khác ồ lên kinh ngạc, ai cũng không nghĩ đến sự việc sẽ phát triển như thế, ngu sở không chỉ thừa nhận nàng thu yêu tu làm đệ tử mà thái độ còn cứng rắn như thế, không giải thích không cầu xin, chỉ nói một câu là đòi đấu võ với những người khác, ngu sở, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Đoạn hồng cầm lạnh lùng nói, nghe ý này của ngươi thì ngươi muốn là địch với toàn bộ tu tiên giới sao? Là ngươi lý giải sai rồi. Ngu sở nhàn nhạt giải thích, ta không phải là địch với toàn bộ tu tiên giới ta là địch với những kẻ rảnh rỗi nghĩ muốn nhúng tay vào môn phái chúng ta như ngươi ngươi đây là ngươi muốn cưỡng từ đoạt lý rồi vốn dĩ đây là giới luật mà tu tiên giới không dung tha cho kẻ vi phạm nếu ngươi muốn thay đổi giới luật chẳng phải là địch với mọi người sao ngu sở nhìn về phía đoạn hồng cầm rồi cười quy định là chết người là sống không đúng sao nàng nhẹ nhàng mỉa mai hẳn là đoạn trưởng môn tinh thông thuật này nhất cho nên mới bắt đầu từ bí cảnh thí luyện hai ba lần trái với quy tắc tìm tinh thần cung của ta gây phiền toái, sao hiện tại ngược lại thành người ủng hộ giới luật vậy? Ngu sở nói đến lời này làm sắc mặt của đoạn hồng cầm xanh mét, trong một lần tiên tông đại bỉ, đúng là đoạn hồng cầm và mấy trưởng môn khác không quen nhìn nên lâm thời sửa chữa quy tắc thi đấu, lúc ấy mấy kẻ không quen nhìn ngu sở, giờ ở đây có bốn người đều chiếm, chuyện này toàn bộ tu tiên giới đều biến đến đoạn hồng cầm cầm đầu mấy đại môn phái sửa chữa quy tắc trước mà còn không đánh lại được người ta đã trở thành trò cười, đoạn hồng cầm thẹn quá hóa giận, hoặc nhìn muốn ra tay đến nơi, đúng lúc này, võ hoành vĩ đi lên đấu pháp đài, loại tỷ thí giữa các môn phái như tiên môn đại hội này thiên đạo minh sẽ không tham dự, cho nên nếu dựa theo tư lịch và thực lực thì không thể nghi ngờ võ hoành vĩ là người có địa vị tối cao trong các sư phụ và đồ đệ ở đây. Nhìn thấy ông xuất hiện, biểu cảm của bốn người đều căng lên, võ trưởng môn, chúng ta đều tôn kính ngài nhưng mọi người cũng biết ngài có quan hệ rất tốt với ngu sở. Trưởng lão lôi đình môn dùng giọng điệu khẩn trương nói, ngài lên đài là nói chuyện thay cho yêu nữ ngu sở sao? Từ xưa tới nay trong giới luật của tu tiên giới là có tính chất biệt lập, tinh thần cung thu yêu tu hỗn huyết đúng là trái với quy định. Võ Hoành Vĩ nói, lời này của ông làm bốn người đoạn hồng cầm nhìn nhau, lập tức thở vào nhẹ nhõm, ở tu tiên giới Võ Hoành Vĩ rất được tôn kính, Ông lại là trưởng môn của môn phái đệ nhất, ý kiến của ông sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quyết định của nhiều trung và tiểu môn phái khác, kết quả là câu nói kế tiếp của Võ Hoành Vĩ lại làm cho bọn họ căng chặt lên, nhưng lão phu không phản đối, hài tử này vốn là có được song thể chất, nếu nàng có thể tu tiên thì đó là có cơ duyên này, vì sao không được. Võ Hoành Vĩ nhàn nhạt nói, lão phu không có dị nghị gì với việc tinh thần cung thu đồ đệ, cũng không nghĩ nhúng tay đương nhiên các ngươi có phản đối hay không là tự do của các ngươi trong nhất thời phong vân biến hóa trên đấu pháp đài đệ tử của các đại môn phái ngồi bên cạnh cũng không dám ra tiếng trên khán đài dành cho sư phụ trưởng môn trưởng lão các môn phái cho nhau ánh mắt thực ra đối với bọn họ mà nói dù trong đáy lòng khinh thường yêu tu nhưng tinh thần cung có thu yêu tu hay không thì theo chân bọn họ cũng không có quan hệ quá lớn một yêu tu có thể làm mảnh đất trong sạch của tu tiên giới không còn nữa Nghe thế là biết người đối địch với tinh thần cung đan. Nói ngoa, rốt cuộc thì yêu tu bình thường không có khả năng tu luyện đồng dạng những thứ như bọn họ. Nhà đầu này có thể học vốn là vì nàng có song thể chất. Loại kỳ ngộ này thật sự khó cầu. Gần trăm năm mới có thể ra một hai cái đã không tệ. Cho nên phần lớn các trưởng môn trưởng lão không thèm để ý đến vấn đề này một chút nào. Bọn họ càng có rất nhiều người đang phân tích tình huống và xem kỹ thế cục trên đấu pháp đài. Vương trưởng lão không nhịn được nói. Võ trưởng môn, nếu ngài không nhúng tay thì vì sao lại lên đài? Võ Hoành Vĩ nhìn thanh kiếm trước mặt ngu sở, lại ngẩng đầu, nếu ngu trưởng môn muốn phản đối quy định thì tất cả những người không tán thành việc này đều có thể tỉ thí với nàng, lấy thực lực nói chuyện là không có gì đáng trách, lão phu cảm thấy rất tốt. Võ Hoành Vĩ nói, nếu hai bên không ai nhường ai thì một bên thực lực không bằng người kia nên lui về sau một bước, các ngươi đồng ý không? Ta không có ý kiến ngu sở thờ ơ tất cả người có ý kiến với ta đều có thể lên đài đánh với ta nếu ta thua liền mang theo tinh thần cung rời khỏi tu tiên giới nếu là thắng sau hôm nay các ngươi đều phải đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho ta bốn người nhìn bộ dáng tình tĩnh tự nhiên của ngu sở thì trong nháy mắt cũng từng hoài nghi ngu sở có phải giấu bí quyết mưu kế gì không cho nên mới không sợ hãi nhưng bọn họ lại nghĩ ngu sở chỉ có một người nhưng bọn họ có đến bốn người đấy là chưa nói đến những trưởng môn ngồi ở phía sau cũng có người chán ghét yêu tu hoặc phiền chán ngu sở, nếu trưởng môn khác thông minh ra thì nên biết hiện giờ là thời kỳ đốn ngã tinh thần cung tốt nhất. Nếu thật sự mặc kệ tinh thần cung phát triển mãi, nhìn tư chất mấy độ đệ của nàng thì tương lai chỉ sợ sáu độ đệ của tinh thần cung một người có thể địch vạn người, khi đó đã không kịp, căn bản ngu sở không có bản lĩnh thông thiên, nàng trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ luận võ còn lợi hại được sao, nghĩ như vậy, bốn người liền đủ tự tin, được. Vương trưởng lão xích long cung lạnh lùng đồng ý, nhưng lão phu có một yêu cầu, nếu ngươi thắng chúng ta sẽ không có quyền xen mồm vào, nếu ngươi thua. Ngươi cần thiết giao súc sinh kia ra đây. Nghe thấy ông ta nói như vậy, ánh mắt của ngu sở nguy hiểm hơn, ta đây cũng muốn thêm một yêu cầu. Nàng lạnh lùng nói, nếu các ngươi thua cần xin lỗi đồ đệ của ta. Đã nói đến mức này rồi, trả giá tiếp nữa thì mặt mũi cũng không hạ được vì thế bốn trưởng môn trưởng lão đáp ứng luôn, vậy liền tỉ thí trên đấu pháp đài đi. Võ Hoành Vĩ ngẩng đầu, ông nhàn nhạt nói, tất cả mọi người làm chứng. Lập tức Võ Hoành Vĩ thiết trí ra trận pháp cao cấp cực kỳ phức tạp bao phủ lấy đấu pháp đài để cho những người khác quan kháng hai người động thủ ở trên đài sẽ không lan tới bọn họ, sau khi thiết trí xong, ngu sở cũng nhất kiếm lên, ta tới trước. Đoạn hồng cầm chất chứa nổi oán hận với ngu sở đã lâu lập tức mở miệng, từ đáy lòng, đoạn hồng cầm xem thường ngu sở, chướng mắt nàng, càng không tin ngu sở có năng lực gì hơn người, lòng của bà ta ngập đầy suy nghĩ không để đem cơ hội đánh bại ngu sở nhường cho những người khác nên vội vã lên đài, ba người khác không có dị nghị gì. Đoạn hồng cầm liều lĩnh tự tin như thế thì bọn họ có thể nhân cơ hội này tìm tòi được chi tiết của ngu sở rồi. Đoạn hồng cầm lên đấu pháp đài, bà ta lạnh lùng nhìn chằm. Chằm vào ngu sở cười lạnh, yêu nữ ngu sở, hôm nay ta sẽ làm ngươi kiến thức được sự lợi hại của thanh sương phái. Đoạn Hồng cầm lấy ra pháp bảo, là một cây trường tiên màu đen, bà ta dùng trường tiên quất xuống mặt đất, ngọn lửa mạnh mẽ bốc cháy lên hừng hực theo trường tiên như muốn đánh nát cả đất trời, phản phất như cách cả một kết giới cũng có thể cảm nhận được uy lực của trường tiên này, ngoài kết giới. Sáu đồ đệ của tinh thần cung nhìn chầm chầm vào bên trong kết giới không nói một lời, tuy rằng bọn họ rất tin cậy ngu sở, hình tượng ngu sở trong lòng bọn họ cũng nghiêng về vạn năng vô hạn nhưng nhìn thấy ngu sở cùng đánh với người khác làm các đệ tử không khỏi khẩn trương đây là còn chưa nói đến ngu sở muốn giữ được hà sơ lạc cần thiết không chỉ đánh với một người những sư phụ danh môn chính phái đó chỉ cần bọn họ nguyện ý là có thể theo thứ tự đối chiến bằng xa luân chiến với ngu sở nhìn đoạn hồng cầm đùa nghịch trường tiên trong lòng bọn họ dường như có một ngọn lửa mạnh mẽ bốc cháy lên hừng hực giống như vậy mấy năm nay mỗi lần tinh thần cung xuất hiện đều sẽ bị nhằm vào đối với các đồ đệ mà nói thì có lẽ vẫn còn giới hạn trong tính nhẫn nại nhưng nhìn trưởng môn các đại môn phái đó hùng hổ dọa người chất vấn ngu sở làm nổi oán giận trong lòng mỗi đồ đệ giống như ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt tinh thần cung chú định là môn phái đi nét bút nghiêng nếu bọn họ muốn được những người khác tôn trọng muốn cho những người khác không dám nói chuyện như thế với sư phụ thì chỉ có một con đường có thể đi làm người mạnh nhất làm môn phái mạnh nhất, tinh thần cung vốn môn phái Phật hệ, vậy mà lần đầu tiên các đệ tử bốc lên dục V không nờ dê và giả tâm hung mãnh đến thế, bọn họ đều nhìn chăm chú vào bóng dáng của ngu sở, trong kết giới, đối mặt với thế công hung mãnh của đoạn hồng cầm, có vẻ ngu sở cũng không sốt ruột, hai người giằng co trong chốc lát, nhìn qua tựa hồ đánh đến mức khó khăn mạnh yếu. Nhưng các đồ đệ môn phái vây xem ở bên ngoài nhìn một lúc cũng dần dần nhìn ra có gì đó không đúng, đoạn hồng. tâm tấn công mãnh liệt, Ngu sở gần như ra chiêu bằng cách tránh né, thậm chí tránh né thật nhẹ nhàng, thật giống như. Nàng đang chơi đùa với đoạn hồng cầm vậy, đoạn hồng cầm cũng cảm nhận được điểm này. Vừa mới bắt đầu bà ta còn giữ lại chút công lực, đến lúc này đã hoàn toàn buông ra nhưng ngu sở thật giống như một ảo ảnh hải thị thận lâu vậy. Tất cả công kích của bà ta đều không có hiệu quả nào với ngu sở hải thị thận lâu. Thận là một loại hải quái trong thần thoại Trung Quốc, có ngoại hình trông giống như một con hàu khổng lồ cũng có thuyết nói là ngao mật, thủy long, có thể phun ra sương khói hình thành ảo tượng lâu đài, hiện tượng này được gọi là hải thị thận lâu, nguồn Wikipedia. Bà ta công kích không hề giữ lại chút gì nhưng mu sở lại nhẹ nhàng bân quơ hóa giải thư thế, trong lòng đoạn hồng cầm chấn động không thôi, mồ hôi trên trán liền chảy xuống, tâm bà ta không yên lập tức lộ ra sơ hở, đoạn hồng cầm chỉ cảm thấy trước mắt có một cơn gió thổi qua, ngu sở vốn dĩ đang cách xa bà ta ở một đầu khác bỗng nhiên kéo gần khoảng cách chỉ trong nháy mắt tức khắc đã tới trước mặt bà ta ngươi ngươi muốn đoạn hồng cầm chưa nói xong thì lỗ tai đã nghe được tiếng vù vù trước mắt đã biến thành màu đen suýt chút nữa muốn nôn ra lục phủ ngũ tạng sau khi ngu sở gần người cho bà ta một quyền vào bụng không chút nào lưu tình đánh mạnh đến mức suýt chút nữa đoạn hồng cầm ngất đi thân thể đoạn hồng cầm bị đánh trúng liền bị đẩy về phía sau sau lưng nện lên kết giới lúc này mới chậm rãi rơi rụng xuống rồi quỳ rạp trên mặt đất khụ ra một nguồn máu. Ở bên ngoài, các đệ tử thanh sương phái đều hít sâu một hơi, một trưởng môn của môn phái bị người dùng phương thức nhẹ nhàng bân quơ như thế đánh bại thì đối với hình tượng của môn phái này và tâm thái của đệ tử bổn môn đều có tính chất đã kích hủy diệt, ta vốn muốn buông tha ngươi. Trong kết giới, ngu sở nhàn nhạt nói, ta vốn định làm người khoan dung, tha thứ những động tác nhỏ âm thầm không lên được mặt bàn của các ngươi. Nhưng ai ngờ đến, ai ngờ đến đám người đoạn hồng cầm thật sự dám ầm ỉ lên trên mặt bàn, hùng hổ dọa người với nàng, ngươi, khụ khụ, đáng giận. Chỉ một chữ này, trong lòng đoạn hồng cầm đã lạnh đi một nửa, bà ta rõ ràng cảm nhận được trình độ thực lực của ngu sở tuyệt đối ở phía trên bà ta, thậm chí còn cao hơn bà ta rất nhiều, nhưng bà ta là trưởng môn thanh sương phái, đệ tử bà ta mang đến đang ngồi ở bên ngoài, nếu bà ta nhận thua như vậy thì thể diện của thanh sương phái hoàn toàn bị hủy diệt ở trên tay bà ta. Ra chuyện như vậy thứ tự thứ bảy vốn đang yên ổn của thanh sương phái có lẽ sẽ giảm xuống ở ngoài 10 tên đứng đầu, đoạn. Hồng cầm cắn chặt răng, bà ta miễn cưỡng dùng chân khí ngăn chặn khí huyết đang cuồn cuộn chống đỡ lấy sự đau đớn mà đứng lên. Mỗi người có thể lên được vị trí trưởng môn trưởng lão thì cơ bản đều có chiêu số áp đáy hồng của chính mình. Có một số chiêu số thậm chí chỉ nên dùng ở trong cuộc đại chiến công kích địch nhân hoặc bảo mệnh. Luận bàn bình thường căn bản không cần sử dụng tuyệt chiêu áp đáy hồng của đoạn hồng cầm càng ngoan độc hơn. Giờ phút này bà ta đã ném đi thể diện, thậm chí hại hình tượng môn phái của mình bị hao tổn lại ở trước mặt ngu sở bà ta chán ghét nhất, đoạn hồng cầm đỏ mắt nên tự nhiên không quản những cái đó nữa, ngu sở, đừng đắc ý quá sớm. Đoạn hồng cầm cười dữ tợn, chẳng sợ muốn kéo chính ta thì ta cũng muốn hủy hoại ngươi. Đôi tay của bà ta hợp lại với nhau, nhắm mắt lại, bỗng nhiên biểu cảm thống khổ rồi phun ra một ngụm huyết vụ, các đồ đệ ở bên ngoài không hiểu được nhưng các sư phụ ở bên kia đều kinh ngạc đứng bật dậy, đoạn trưởng môn, không đến mức như thế mà có người mở miệng thắng bại là chuyện thường của binh gia không đến mức dùng phệ huyết chi thuật bực này chứ phệ huyết chi thuật là một loại thuật pháp cực kỳ âm ngoan lấy thọ nguyên của mình hao phí đi làm đại giới phá hư huyết mạch của đối phương đối thủ bị lây dính huyết vụ người bị nghiêm trọng thì có khả năng trở thành phế nhân cả đời không có cách nào tu luyện lại nghe được hai từ phệ huyết các đồ đệ phản ứng được cũng đều hít sâu một hơi chiêu thức này của đoạn hồng cầm thật sự âm hiểm ác độc làm người ta ấn tượng về thanh sương phái hoàn toàn bất đồng so với trước đây tuy đệ tử tinh thần cung chưa thấy qua thuật pháp này nhưng trong sách đã từng xem qua cái này cái này làm sao bây giờ cốc thu vũ sốt ruột sao sư tôn còn chưa động thủ đánh gãy bà ta chứ sư tỷ sư huynh mọi người đừng sốt ruột suy đoán lý thanh thành trầm giọng sư tôn hẳn là cố ý chỉ có làm mọi người nhìn thấy bản tính của đoạn hồng cầm thì người mới danh chính ngôn thuận sửa chữa bà ta thanh thành sư đệ thấy được tương lai phát triển của việc lần này sao lục ngôn thanh nhíu mày hỏi lý thanh thành lắc đầu vẫn giống như trước đây hắn nói những chuyện sư tôn tham dự trong đó đệ không nhìn ra được tương lai thứ việc như vậy sự an ủi của lý thanh thành vẫn làm những người khác bình tĩnh hơn quả nhiên đúng theo như lời hắn nói ngu sở cho đoạn hồng cầm thật đầy đủ thời gian thi triển ra phệ huyết chi thuật này của bà ta cho đến khi đoạn hồng cầm bị huyết vụ bao phủ mọi người chỉ thấy huyết vụ màu nâu hướng về ngu sở vọt tới ngu sở vung tay áo lên một ánh sáng trắng chói mắt đột nhiên bao phủ tầm mắt của mọi người các sư phụ còn có thể dùng biểu cảm ngưng trọng nhìn chăm chú vào kết giới nhưng các đồ để lại không thể không quay đầu tránh né, chờ đến khi ánh sáng yếu bớt, mọi người ngẩng đầu mới phát hiện ra ánh sáng kia đang bao phủ lấy huyết vụ, hơn nữa áp suất huyết vụ từng chút từng chút một cho đến khi ngưng kết thành huyết cầu, tay của ngu sở bóp lại, huyết cầu kia hướng tới đoạn hồng cầm, đoạn hồng cầm kinh hoảng đến trắng bệt, bà ta cố gắng tránh né nhưng nguyên khí vừa mới đại thương nào có tinh lực dằn co, không muốn, không muốn, Giọng nói của đoạn hồng cầm sợ hãi hét to lên, huyết thuật này có thể phá hủy căn cốt huyết mạch của địch nhân thì tự nhiên cũng có thể phá hủy chính mình. Cho nên đoạn hồng cầm mới kinh hoảng thất thố như thế, không nghĩ tới huyết cầu kia sắp xuyên qua sau lưng bà ta bỗng nhiên dừng lại, đoạn hồng cầm run rẩy suy yếu không thôi. Bà ta kinh hồn chưa định ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt lạnh băng điềm tĩnh của ngu sở, trước đây đoạn hồng cầm nhìn ngu sở chưa bao giờ từng có nỗi sợ hãi như vậy, nhưng thực lực phản phất như nghiền áp toàn phương vị kia của ngu sở làm bà ta chấn động không thôi, huống chi trước mặt đó chính là huyết cầu chính mình. Ngưng kết ra, ngu sở đã tha cho bà ta, bằng không ở giờ khắc này bà ta đã sớm bị huyết cầu đánh trúng, so sánh với việc mất tu vi thì mất mặt không đánh giá nhắc tới, ta thua, ta thua, ta không đánh nữa. Bà ta liên tục nói, Đoạn Hồng cầm xoay người muốn chạy thì nghe được giọng nói lạnh lùng của ngu sở vang lên, ta để ngươi đi rồi sao? thân thể của bà ta cứng đờ không thể nhúc nhích chậm rãi quay người lại chiếc hầu của đoạn hồng cầm lên xuống ngươi muốn thế nào mới buông tha ta đây đoạn hồng cầm rung giọng ta đã nói rồi xin lỗi ngu sở nhàn nhạt nói chia sẻ những việc làm trước đây của ngươi cho mọi người biết đoạn hồng cầm ngươi chỉ có cơ hội một lần ngươi cũng biết ta không chính phái giống như võ hoành vĩ cho nên nếu bà ta xin lỗi qua loa lấy lệ thì ngu sở hoàn toàn có năng lực giết bà ta, hơn nữa không chút nào lưu tình, đoạn hồng cầm cắn chặt răng, bà ta thấp giọng nói, ta xin lỗi. Hai người nói chuyện trong kết giới ngoại trừ võ hoành vĩ ra thì những người khác không nghe được, võ hoành vĩ tạm thời cởi bỏ kết giới, chân của đoạn hồng cầm mềm nhũng, đồ đệ thanh sương phái lập tức chạy tới nâng bà ta lên, ta. Ta đã làm sai chuyện. Tất cả mọi người nghe được tiếng Đoạn Hồng cầm dè thấp giọng vang lên, bí cảnh thí luyện 7 năm trước nhân lúc ta không quen nhìn ngu trưởng môn cho nên âm thầm liên hệ đệ tử Thanh Sương phái trong bí cảnh để cho bọn họ đi bao vây tiểu trừ tinh thần cung, đã làm trái với quy tắc, đây là thứ nhất. Thứ hai, ta tới Tiên Tông Đại Bỉ, nhân lúc ta không muốn tinh thần cung giành thắng lợi cho nên liên hợp với các môn phái khác đổi đồ đệ lên thi đấu thành tinh anh của bổn môn phái. Đoạn Hồng cầm rung giọng, thứ ba, thứ ba ta, đoạn hồng cầm từng câu nhận tội trạng của mình, vốn dĩ lấy việc bà ta cầm đầu bốn người phản đối tinh thần cung thoạt nhìn rất có đạo lý, nhưng giới luật bọn họ túng chặt lấy không bỏ thế mà đoạn hồng cầm tự mình xâm phạm nhiều lần. Hơn nữa đã nói tỉ thí mà đoạn hồng cầm lại dùng chiêu thức ngoan độc như vậy thật sự làm người không có thiện cảm, ngay cả biểu cảm của các đồ đệ thanh sương phái đều thay đổi khi nhìn bà ta. Nghe đoạn hồng cầm từng câu từng. Chữ kể ra tội trạng của mình rồi sau đó xin lỗi, Ngu sở nhìn về phía bà ta, thanh sương phái của ngươi còn có ý kiến với tinh thần cung của ta không? Nàng hỏi, không có ý kiến, không có ý kiến. Đoạn hồng cầm liên tục khẳng định, ngón tay ngu sở vừa động thì huyết cầu đang lơ lửng giữa không trung liền biến mất không còn. Lúc này đoạn hồng cầm mới nhẹ nhàng thở ra, trung trung rẩy rẩy được đồ đệ đỡ xuống đài. Bà ta vừa mới tích góp đại chiêu làm hư tổn thọ nguyên của mình thì tự nhiên cũng có ảnh hưởng tới thực lực tu luyện. Trên đường xuống đài, mắt thường có thể thấy được đoạn hồng cầm già đi 20 tuổi, đầu bạc và nếp nhăn hiện lên rất nhiều, ngu sở thu lại ánh mắt, nàng nhìn về phía ba người còn lại, còn có vài vị. Nàng nói, mời đi. Ba người liếc nhìn nhau chăm chú, khi ngu sở đối chiến với đoạn hồng cầm thì căn bản đó là thế cục nghiền áp, từ đầu tới cuối ngu sở cũng chưa bày ra thuật pháp hay chiếu thức đúng đắn nào, một quyền, một cái vung tay áo của nàng, dùng phương thức đơn giản nhất cũng đã làm tâm thái của đoạn hồng cầm sụp đổ và thất bại thảm hại. Thực ra đoạn hồng cầm không yếu, trưởng môn 10 môn phái đứng đầu sao có thể là hạng người bình thường, là ngu sở quá mạnh, mạnh quá mức, thậm chí làm cho người hoài nghi. Có phải nàng đã tới đại thừa kỳ rồi hay không? Trưởng lão lôi đình môn hắn giọng rồi nói, thực ra cẩn thận ngẫm lại, ai cũng không ngốc phát hiện ngu sở cường đại như vậy nên lời này của ông ta đã muốn hướng về hỏa hoảng nói lên, sao ngu sở có thể cho bọn họ cơ hội này, hỏa khí của nàng vừa mới bốc lên, bọn họ nói không đánh là sẽ không đánh, huống hồ trường hợp tốt dùng thực lực làm kinh sợ người khác như thế này có khả năng sẽ không xuất hiện lần thứ hai, nàng muốn một bước đúng chỗ, làm những trưởng môn khác nghĩ luôn ý nghĩ muốn tìm tinh thần cung gây phiền toái, được. Ngu sở đánh gãy trưởng lão lôi đình môn, nàng trầm giọng, vậy ngươi là người thứ hai đi trưởng lão lôi đình môn còn buộc người ta đánh